Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng kẹp chuột bẫy chuột này, lên mã em sẽ ghi kẹp chuột nhá. Đấy, bên em sẽ bán cho bác một cái kẹp chuột này với giá là đi 15k nhá, 15k cho một chiếc kẹp chuột, các bác lấy 10 chiếc. 10 chiếc thì sẽ được bao ship. Đó, 10 chiếc là bao ship nhá. Còn các bác lấy một chiếc là 15k một chiếc nhá. Dòng kẹp chuột thông minh cực kỳ hay luôn. Đây, cái này rất là dễ xài thôi. Các bác lấy hai tay các bác bóp cho em này. Đấy, bóp cái là bắt đầu là nó sẽ vào lẫy ngay. Đấy, còn nếu mà nó chưa vào lẫy các bác lắc lắc nhẹ một chút là nó vào lẫy này. Đấy, lắc lắc nhẹ một chút là nó sẽ vào lẫy thôi. Đấy, đây, đấy vào lẫy luôn nhá. Con này cực kỳ nhạy nhá. Các bác chạm nhẹ cái là bập vào ngay, rất nhạy luôn đây. Các bác nhìn này. Đó thấy không? Chạm nhẹ cái bập ngay, rất nhạy luôn. Đó. Cực kỳ là dễ sử dụng nhá các bác nhá, cực kỳ dễ sử dụng này. Đấy. Thì các bác về bỏ ít mồi vào đây nhá. Tay đồng thời tay các bác giữ này, nó bị bập này. Bỏ mồi vào sau đó các bác để những cái chỗ mà chuột nó hay đi lại này. Đường đi lối lại của chuột này rồi là đầu hang chuột các thứ ra. Cái này em nhà em cũng đã bẫy thực tế rồi, bẫy rất nhạy nhá, bẫy rất nhạy luôn. Đấy, bập cái là đi luôn. Đó thấy không? Rất nhạy luôn nhá, rất nhạy luôn. 15 chỉ có 15 ngàn một chiếc thôi, chỉ có 15k cho một chiếc kẹp chuột thông minh nhá, 15k một chiếc. Các bác lấy 10 chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Chất liệu thì toàn bộ sẽ là nhựa ABS cao cấp. Và cái lực bật của nó rất là nhanh cũng như là rất là mạnh nhá. Lực bật của nó rất là nhanh, rất là mạnh luôn. Đó, rất nhanh, rất mạnh luôn nhá. 15k một chiếc nhá. Bẫy chuột thông minh. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kẹp gấp nóng này. Bộ này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Giá thì cũng bình dân thôi. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang bán cái bộ kẹp nóng này với giá là 40.000 cho một bộ kẹp nóng nhá. 40k bộ thôi. Cái này về dùng rất là hay này. Đấy, nhà bác nào mà các bác mà dùng mà ví dụ như các bác muốn gấp những cái đồ nóng từ trong song ra này, bát đĩa các bác khi những cái bộ hấp giờ. Đấy các bác dùng cái này các bác kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Bộ sản phẩm đầy đủ nhá, sẽ gồm có là một cái cây kẹp dạng dạng mở nha. Đấy ví dụ những cái đĩa to, bát to các bác dùng các bác kẹp vào. Đấy kẹp vào để các bác công nó lên. Đấy rồi là đây một cái cây kẹp này, ví dụ có những cái bát này các bác kẹp vào, các bác nâng nó lên nhá, rất tiện dụng luôn này. Rồi là đây là cái phần đây là một cái bộ là cái này là cái gì? Lót tay nhá, lót tay. Đấy ví dụ như là các bác kẹp cái này vào hai cái tay của mình để các bác bắt xoong bắt nồi ra, có nhá, bắt xoong bắt nồi ra này. Đấy kẹp vào đây để các bác ví dụ bê xoong bê nồi ra nó không bị bỏng tay, không bị phỏng tay đâu nhá. Đấy, kẹp xoong kẹp nồi. Rồi là đây là cái phần đế này. Nhiều lắm, bộ này 4 món cơ mà chỉ có 40.000 thôi, của giá quá bình dân luôn. Cái này là cái đế silicon, ví dụ các bác để những cái phần mặt kính các thứ ra, nó không bị, thứ nhất không bị trơn trượt, thứ hai nó không bị nóng nhá, không bị nóng ra. Đấy rất hay. Đấy full combo một cái bộ sản phẩm là đây, 4 món luôn nhá các bác nhá, 4 món luôn. Mà giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Đấy chỉ có 40.000. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm, dùng nhà bếp là dùng cực kỳ là ok luôn. Đây. Đây. Đấy, bình thường là những cái đồ nóng nhá, các bác không thể dùng tay, các bác dùng ngay cho cái bộ này về. Đấy, thấy không? Dùng cái các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là đây, các bác dùng cái này, đấy, các bác thấy không? Quá ngon lành luôn này, nâng đĩa, nâng bát này. Rồi là xoong nồi, các bác dùng cái kia, các bác kẹp vào tay. Rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, rất ok luôn. Đây, đấy. Đấy, đấy các bác dùng tay các thứ là rất là nguy hiểm nhá. Bỏng rát, đấy, đi mua cho em cái bộ này về, các bác kẹp vào. Kẹp vào ngon lành luôn nhá. Đấy đây. Đó, những cái đĩa to con này chơi hết luôn này. Đấy thấy không? Rất chắc chắn ok luôn. Quá tiện lợi nhá. Nói chung là con này ứng dụng trong nhiều việc lắm. Cái này nhà em đang xài bộ mà dùng ok lắm, hay lắm. Đó. 40.000 một bộ nhá, bộ kẹp nóng 40k, bộ kẹp gấp nóng nhá. 40k. Đấy, 40k một bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ này. Cái này thì chất liệu 100% tự nhiên và toàn bộ là từ sáp ong nhá, từ sáp ong. Đấy và một số thành phần phụ gia như là dầu dừa. Đấy, sử dụng rất là tốt luôn, vừa bảo vệ đồ gỗ này, dưỡng ẩm cho đồ gỗ, thứ hai là tạo một cái lớp bóng. Đấy, lớp bóng tự nhiên nhá, lớp bóng rất là tự nhiên luôn, chuyên để các bác đánh bóng đồ gỗ nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì một cái hộp này thì sẽ là giá sẽ là 20k một hộp nhá, lên mã em sẽ cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, đánh bóng đồ gỗ này, đánh bóng đồ gỗ với giá là 20k cho một cái lọ đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, dùng rất hay. Cái này thì về các bác cứ lấy một cái lượng nhỏ vừa đủ để các bác có cái miếng mút đấy. Tốt nhất là các bác dùng một cái miếng mút đấy, các bác phết cái này vào, sau đó các bác bôi lên, rất tiện dụng luôn. 20k một lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nhá. Thành phần chính chủ yếu là từ sáp ong, thành phần tự nhiên và có dầu dừa đi kèm. Đấy, dầu dừa đi kèm giúp dưỡng ẩm này, đánh bóng đồ gỗ này, tạo nên cái màu gỗ tự nhiên rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Nó thực tế về sản phẩm nhá.
nên không còn phải khổ công bao nhiêu ngày trời nữa rồi ạ. Sáp lau biwat được làm từ nguyên liệu tự nhiên, từ sáp ong tinh khiết với dầu dừa. Khi lau lên đồ gỗ, sáp sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ gỗ khỏi ẩm mốc, đi kèm hương tràm tỏa ra xua đuổi hết các loại mối mọt côn trùng. Đặc biệt chỉ cần dùng một chiếc khăn lau đều tay lên bề mặt gỗ sẽ giúp đồ gỗ trở nên sạch sẽ, khôi phục màu vốn có, bóng mượt như mới. Ngoài ra sáp cũng sẽ giúp che phủ những vết xước trên bề mặt, làm nổi bật phần gỗ tự nhiên. Tết đến xuân về bao nhiêu. Đó là thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nhá, 20k trong cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kìm bấm cốt này. Đấy, bộ kìm bấm cốt, bộ kìm cốt vuông nhá. Lên mã thì em sẽ được cái bộ kìm cốt vuông. Đấy, bộ này sẽ gồm có là một kìm đi kèm cho bác là 1200 cái đầu cốt nhá. Đấy, một combo 1200 cái đầu cốt về về các bác xài, các bác bấm nhá. Cái này về các bác bấm dây điện để các bác đấu nối như là vào automat các thứ này. Đấy, nó không bị move, không bị đánh lửa thôi nhá. Đấy, và nó cho ra cái tiếp điểm tiếp xúc điện nó rất là tốt. Đấy, không bị chập cháy, rất là hay luôn. Đây, sản phẩm thì sẽ gồm có là một cây kìm. Đấy, một cây kìm rất chắc chắn nhá. Cái này thì rất là dễ xài thôi. Đấy, cực kỳ dễ xài. Đó là cây kìm này. Đó, thì về các bác cho cái đầu cốt đây, các bác bấm này. Đấy, bấm thì sẽ ra một cái hình vuông nhá, hình vuông đúng như cái này luôn này. Đấy, ra một cái hình vuông rất là đẹp luôn. Đấy, để các bác cho vào những cái đấy. Còn đây là cái đầu cốt các bác nhá, cái đầu cốt này. Đấy, cái đầu cốt thì một hộp này sẽ gồm có là 1200 đầu cốt này. 1200 đầu cốt thì nó sẽ có là các loại đầu cốt, từ đầu nhỏ nhất là đầu 1 ly cho đến đầu lớn nhất là đầu 10 ly nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 10 ly này, còn đầu nhỏ nhất thì sẽ là đầu 1 ly. Đấy, thì nó sẽ gồm có là tổng 1200 cái đầu cốt và các loại dây điện phổ đa dụng phổ thông nhất trên hiện nay các bác đang xài. Đấy, rất là hay luôn. Đó, hàng nguyên hộp đầy đủ về các bác xài luôn thì sẽ là với mức giá thì bữa trước bên em đang gửi bác giá nó rất là bình dân thôi. Hôm nay thì em cũng giảm giá tiếp cho các bác cái bộ này để các bác dễ mua hơn. Đó, thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm cốt 1200 đồng. Đấy, bộ kìm cốt 1200 đồng bao gồm là một kìm nhá. Bao gồm là một kìm và một cái bộ đầu cốt nhai. Thì bữa trước đang bán với bác giá là 270.000. Hôm nay em xả kho bán ngay luôn. Giá chỉ còn có là đi 230.000 thôi, 270k. Giảm luôn chỉ còn có 230k thôi nhá. 230k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cốt vuông nhá. Đấy, bộ kìm cốt vuông này. 230.000 một bộ này các bác nhá. 230.000 một bộ này, bao gồm là một đầu kìm, một cái cây kìm bấm và một bộ đầu cốt nhá, một bộ đầu cốt. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm, em test thực tế sản phẩm này dùng rất hay luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây các bác cùng coi nhá. Anh ơi, có bác hỏi anh dùng cái kìm gì mà đối diện đẹp thế? Anh dùng cái kìm bấm cốt vuông này nhá. Dùng cái kìm bấm cốt thì rất là nhanh, các bác cũng chỉ việc là tuốt dây điện này. Lấy một đầu cốt có kích thước phù hợp này. Các bác chỉ việc đút vào này. Đấy, rồi mình đút cái dây điện vào. Bấm này, kịch tay thôi nhá. Mở ra. Và đây là thành quả các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và cái kìm này thực sự cần thiết khi các bác nhà mình muốn đấu nhiều cái dây điện trụ vào với nhau ạ. Quá là chuyên nghiệp luôn đấy. Cái này khi mà các bác đấu nhiều dây điện trụ với nhau, đặc biệt là khi các bác đi cái đường dây điện ở trong automat ấy, những cái chỗ nó tiếp điểm ấy, thì các bác trụm dây vào nhìn nó xòe rất là xấu. Nhưng các bác khi mà các bác trụm vào, các bác dùng cái đầu này, các bác bấm nó cho ra một cái đầu điện nó rất là đẹp. Đấy, cũng như là nó khi mà các bác lắp đặt vào cái thiết bị điện là mình, nó không bị move chập cháy nhá. Đấy, nó tiếp điểm tốt các bạn. Trước chưa có kìm bấm cốt vuông ấy thì đấu như này rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn hai bên này, một bên thì chưa đấu này thì nhìn nó trụm dây rất là xấu, cũng như là rất là xảy ra chập cháy này. Nhưng bên kia các bác nhìn này, đấy, vừa đẹp này, vừa thẩm mỹ này, vừa an toàn này. Chê luôn. Từ khi có cái kìm bấm cốt vuông ấy, anh bấm ấy, nó rất là đẹp này. Đấy, và nhìn nó gì ạ? Đấy, chuyên nghiệp hơn hẳn luôn. Đúng không ạ? Bác nào mà hay đi lắp đặt điện đóm ấy thì dùng cái bộ này nhé, gồm có một kìm này. Đấy, và 1200 đầu cốt. Đấy, có rất là nhiều loại luôn. Đấy, mình về mình lắp đặt em có tiện luôn đấy ạ. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, thực tế về sản phẩm đấy, bấm cốt các bác vừa nhìn rồi, bấm ra cái đầu cốt nó rất là vuông và rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này bên em đang giảm giá xả kho đấy, cho anh em tựa thuyền các bác sử dụng mà bấm ok luôn, là 230.000 một bộ nhá, bao gồm là một kìm đi kèm là một cái hộp đầu cốt nữa nhá, thì cả một cái bộ này là 230.000 nhá, bao ship tận nhà bác luôn, bao ship cho bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ combo 10 quả bóng giặt để về các bác thả vào trong máy giặt nhà mình này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt quần áo mà các bác cho vào máy giặt đấy là nó rất hay bị rối quần áo này, thứ hai là nó bị thắt nút quần áo mà mỗi lần là các bác lấy các bác phải gỡ ra rất là mất thời gian mất công. Đấy, rồi là quần áo nó không sạch thì các bác mua cho em cái lọ này, cái viên này về
nó là cái dạng viên silicon nhá, các bác thả vào thứ nhất là nó không bị rối quần áo này, không bị thắt nút quần áo này, thứ hai là nó tăng cái độ ma sát lên để khi mà các bác giặt quần áo thì quần áo của bác nó sẽ sạch hơn nhá. Nó là dạng silicon nên là không ảnh hưởng gì đến quần áo nhá. Đấy, không bị tan, không bị ngấm nước hay là phai màu đâu quá nhá, dùng rất ok luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 quả một nhá. Đấy, 10 quả ống giặt này thì sẽ có giá là đi 30.000 nhá, 30.000 cho 10 quả ống giặt này. Thì về các bác cứ khi nào mà giặt quần áo thì các bác cứ thả trực tiếp vào trong máy giặt ấy, các bác giặt cùng. Đấy, rất tiện dụng luôn. Combo 10 quả ống giặt, giá của nó sẽ là 30.000 cho một combo 10 quả ống giặt này. Đấy, 10 ống giặt này, dạng silicon, nó có những cái phần khe gai này. Đấy, hỗ trợ các bác giặt quần áo sạch này, cũng như là không bị rối, không bị nhăn quần áo nha. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sau khi máy giặt xong nó bị nhăn và thắt nút khi lấy ra, tôi khuyên bạn nên dùng thử của bóng giặt này. Cho một vài quần này vào khi giặt quần áo, không lo vấn đề quần áo bị rối và thắt nút nữa, đồng thời còn có thể tăng ma sát, làm quần áo sạch như vò tay. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo. Miễn là bạn có một máy giặt ở nhà, bạn có thể sử dụng nó thường xuyên. Rất tiện lợi phải không? Ấn vào giỏ hàng mua ngay nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Combo 10 quả ống giặt nha, sẽ có giá là 30.000. Đấy, dòng bóng giặt silicon. Đấy, silicon. Rất ok luôn. Về các bác thả trực tiếp vào trong cái lồng giặt này mình, các bác giặt cùng với quần áo, hỗ trợ các bác giặt quần áo rất là tốt nhá. Đấy, 10.000 à 10 quả 30.000 thôi nhá. Và tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn các bác, mã hàng đó là cái bộ vít V38 của Đức này. Đấy, tiếp tục về cái lô mới và hôm nay em cũng cập nhật lại cái mức giá mới các bác coi luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. V38, bộ này là của Đức thôi nhá, của Đức. Sẽ gồm có là 38 chi tiết. Đấy, tô vít, tô đồ các kiểu ra. Giá bữa trước đang bán là 350.000, nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có là đi 260.000. Vào việc luôn nhá, 260.000 bao ship tận nhà bác luôn. Đó. Đây bộ mini tool này, mới nguyên hộp luôn. Tổng bộ này sẽ gồm có là 38 chi tiết nhá. Đấy, bao gồm là những cái chi tiết là đầu khẩu này, rồi là đầu vít này, pH này, rồi là đầu cộng, đầu trừ, đầu sao hoa thị này, rồi là những cái phụ kiện đi kèm đầy đủ trong một chiếc hộp này. Đấy, các bác mua về sử dụng này, xoáy chiếc các thứ đồ đạc nhà mình quá ok luôn. Rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này thì quá uy tín rồi. Đây, hàng của Đức nhá, made in Germany. Đó. Trên này là những cái đầu vít này. Đấy, trên này là những cái đầu vít để về các bác xoáy các loại ốc luôn. Đấy, hoa thị này, lục giác này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu u đĩa có đủ cả luôn. Thanh nối dài. Thanh này là một cái thanh bẻ cong để các bác xoáy những phần góc khuất nhá. Đấy, các bác xoáy những phần góc khuất thì các bác dùng cái thanh này để các bác xoáy này, rất tiện dụng luôn. Dưới này thì là những cái đầu khẩu nhá. Đấy, dưới này là những cái đầu khẩu, một cái cây tô vít này có thể bị ở góc này. Đây là cái phần tay lắc này. Đấy, tay lắc này có phần đảo chiều nhá. Tay lắc có đảo chiều các thứ đảo đồ bác ok luôn. Đấy. Rồi là đây là cái cây vít chính này. Cái cây vít này cũng rất là hay. Đấy, cây vít này nó có thể là xoáy đa năng các kiểu các loại luôn. Đây, cây vít này rất là hay. Đó, có thể là bẻ thẳng này, bẻ vuông góc 90 độ này, rồi là bẻ chéo góc 45 độ này để các bác luồn lách vào những cái chỗ khó các bác xoáy nhá. Và ngoài ra thì nếu những cái phần góc khuất thì mình có thể lắp cái phần này vào, sau đó lấy một cái đầu vít này. Đấy, các bác bẻ cong đây các bác xoáy nhá. Đấy, các bác bẻ cong các bác xoáy này. Đây. Đấy, bẻ cong các bác xoáy. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bẻ cong thì vẫn có thể xoáy ngon lành luôn nhá. Nói chung là một cái cây tô vít cho anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình đều được hết luôn. Đó, đầy đủ các chi tiết phụ kiện bên trong. Đây, cây vít cũng rất là tiện. Cái cây vít này nó có cả đảo chiều luôn nhá. Cây vít này nó còn có cả đảo chiều luôn này. Đấy, có cả đảo chiều, các bác nghe tiếng tạch tạch các biết đảo chiều này. Đấy, đảo chiều là các bác xoay cái phần vòng này cho em nhá. Đấy, xoay cái phần vòng này cho em. Để các bác sử dụng cái chức năng đảo chiều, rồi là ngoài ra nó có cả cái chức năng là cái khóa cái trục giữa này. Đấy, nó đứng yên không xoay bên nào được nhá. Đấy, khóa trục giữa. Đó, rồi là bẻ các góc các kiểu luôn. Đó, tay lắc đây. Tay lắc thì sẽ là tay lắc có đảo chiều, xoáy nhanh, xoáy đồ các thứ cho bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá, rất tiện dụng cho bác luôn. Về để các bác sử dụng xoáy chiếc các thứ đồ. Đó thì đây các bác cùng ngắm lại một lần nữa bộ sản phẩm nhá. Sẽ gồm có là tay lắc này, cây tô vít bẻ các góc các hướng này, đầu khẩu bên trên này, đầu tô vít này, thanh nối dài xoáy góc khuất này, rồi là đây những cái phụ kiện chi tiết đi kèm, full combo một cái bộ sản phẩm hàng của Đức này, made in Germany. Đấy thì sẽ gồm tổng thể là 38 chi tiết nhé các bác nhá. Tổng thể là 38 chi tiết trong một cái hộp bộ đồ nghề này nữa. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 của Đức nhá. Đấy, đang giảm giá cực kỳ sâu đấy bác luôn. 350.000 em giảm luôn bác, chỉ còn có 260.000 thôi. Và bên em bao ship tận nhà đấy bác luôn. Giá quá là bình dân đúng không ạ? Giá quá bình dân. 260.000 bộ nhá. Đấy các bác nào mà
ưng cái sản phẩm này thì có liên hệ trực tiếp nhé. Hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện theo hai số ở trên màn hình nhé để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em, khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn nhà em trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ đầu chuyển đổi khoan đánh cưa nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ đầu chuyển đổi khoan đánh cưa. Và em báo giá luôn, bộ này thì cũng đang giảm giá cực kỳ sâu bác luôn. Bộ chuyển đổi khoan thành cưa này, khoan thành cưa. Đấy, nhà bác nào mà có cái máy khoan rồi các bác mua cho em cái đầu này về thì từ cái máy khoan bác nó sẽ san thành một cái đầu cưa lặng để các bác cưa đồ gỗ các thứ rồi là ống nhựa các thứ, cưa rất đa năng luôn. Bộ này bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em xả kho giảm nhanh bác luôn. Giá sốc luôn nhá. 80k nhá, 80k trong cái bộ đầu chuyển khoan hành cưa này, chỉ có 80.000 bộ thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đấy đây. Về thì bác nào có cái máy khoan rồi nhá thì các bác mua cái bộ này về. Đó, nó sẽ gồm có một cái bộ đầu chuyển này, đi kèm là một cái tay này, đấy một cái tay. Đấy, một cái tay này nữa. Một cái tay này thì về các bác lắp vào đây để các bác cầm khi mà các bác cưa khoan, các bác có cái vị trí cầm vào nó cố định này. Và đi kèm cho bác là trong hộp nữa sẽ có là 3 lưỡi luôn. Đấy, 3 lưỡi để về các bác sử dụng lắp đặt các bác cưa nhá. Lưỡi cưa sắt, cưa gỗ thứ này, cưa ống nhựa thứ này ok luôn. Đấy thì các bác dùng lưỡi nào các bác lấy lưỡi đấy nhá. Sau đó là các bác nhìn em này, em hướng dẫn bác luôn này. Đấy các bác một tay các bác cầm cái các bác gạt này, một tay là các bác xỏ cái lưỡi này vào, nhét lưỡi này vào nhá. Đấy các bác day nó vào. Đấy, sau đó các bác thả tay là tự động là nó sẽ khớp vào luôn. Và lúc nào mà máy khoan lắp vào đây thì đây các bác nhìn này, theo cái chiều tịnh tiến nhá. Đấy, lên xuống này. Đấy, tiến lên lùi xuống này thì nó sẽ thành một chiếc cưa lọng nhá. Thì khoan khi mà khoan quay thì nó sẽ tịnh tiến nha. Đấy, tiến lên lùi xuống thì ok luôn. Đó, về các bác lắp vào máy khoan này mình rất ok luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ chuyển đổi khoan đánh cưa này, giá đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Và có đi kèm thêm cho bác là 3 lưỡi cưa để về các bác thay thế. Đấy, các bác sử dụng đa năng luôn. Bộ chuyển đổi khoan đánh cưa 80.000 một bộ nhá, mới nguyên hộp luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, test bác con này, đây. Muốn đổi máy khoan thành máy cưa, lắp lưới cưa như vậy chắc chắn là không được. Như vậy chỉ phá hoại chứ không cưa được. Bạn chỉ cần một bộ chuyển đổi cưa máy như vậy là được rồi. Lắp đặt vô cùng dễ dàng. Lưới cưa răng to thì cưa gỗ, răng nhỏ cưa sắt, cưa ống nước. Lắp lưới cưa chỉ cần kéo lấy khóa và bỏ lưới cưa vào là xong. Sau đó, lắp vào máy khoan là có thể sử dụng. Lưới cưa nhỏ giúp bạn có thể cắt theo ý muốn. Rồng bay phượng múa cũng rất dễ dàng, nhanh chóng. Bấm vào giỏ hàng để mua ngay. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, bộ chuyển đổi khoan hành cưa đang gửi bác là 80.000 bộ này nhá, 80k bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kính hàn thông minh này. Kính hàn nó tự động nó tối đi khi mà có tia hàn nó lóe lên này, rất thông minh luôn. Đấy, một con siêu phẩm kính hàn của Kabushi. Đấy, Kabushi Japan nhá, rất chất lượng luôn. Cái này thì bên em bán khá nhiều rồi, chuyên dùng cho bác thợ hàn. Đấy, bảo vệ đôi mắt của bác nhá, tránh trạng là đau mắt này, rồi là những cái tia hàn nó chiếu mắt nhá, rất nguy hiểm. Đấy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, sức khỏe là quan trọng nhất các bạn. Đó thì bộ sản phẩm sẽ gồm có là một dây đeo này, đi kèm có cả hộp đựng này, rồi là nhân vật chính của chúng ta đó là kính. Cái này thì về thì dễ xài không mà. Đấy, về các bác bóc cho em cái lớp bảo vệ ra. Đấy, bóc lớp bảo vệ ra này. Và các bác cứ thế là các bác đeo lên thôi. Đó. Còn nếu mà ví dụ các bác trèo lên cao là sợ kính nó rơi thì mình có thể là đeo cái dây này vào. Đấy, đeo cái dây này vào này. Đấy, để các bác trèo lên cao thì nó không bị rơi kính nhá. Đấy, còn kính thì nó có thể chỉnh được cái độ dài ngắn tùy theo nhu cầu khuôn mặt của bác nhá. Đấy, đây. Khi mà có tia hàn nó lóe lên thì tự động cái kính nó sẽ tối đi nhá. Đấy, cực kỳ thông minh luôn. Giờ em sẽ test bác coi về cái sản phẩm này. Đây nhá, đây bình thường là các bác bình thường là sẽ nhìn xuyên qua này. Đấy, sẽ nhìn xuyên qua được nhá. Đây ở đây em đang có một cái bóng đèn nó nháy này, như kiểu tia hàn này em chiếu này. Đấy, đây không? Đấy, tự động là nó sẽ tối om luôn. Đấy, bỏ ra cái sáng, chiếu vào cái tối. Đấy, bỏ ra cái này sáng này, chiếu vào cái này tối luôn. Đấy, rất thông minh nhá. Nó sẽ tự động là nó sẽ tối om đi luôn. Đấy, giúp bảo vệ các bác nhá. Các bác hàn xì thứ ra. Đấy, mua con này về rất là hay luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn thông minh nhá. Kính hàn thông minh. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là kính hàn thông minh. Đấy, kính hàn tự động tối khi mà hàn. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k. Đấy, lên mã giúp em sẽ là kính hàn này. Đấy, kính hàn thông minh. Kính hàn thông minh nhá, 150k một chiếc nhá. Đấy, nhiều bác thì cứ so sánh bảo là giá nó hơi cao thì em nói luôn, hàng này hàng hãng, hàng Kabushi Japan chứ không phải là hàng trôi nổi, hàng linh tinh các bạn. Đấy. Bán thì nó có hàng nọ hàng kia. Đấy, nhiều khi cũng nhiều bác thắc mắc về cái giá. Đấy thì em nói luôn là hàng của hãng nhá, hàng của Kabushi Japan. Riêng cái giá này thì nó giá rất là tốt rồi. Đấy. 150.000 giá nó quá là bình dân luôn, mà sản phẩm thì hãng đàng hoàng nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi, hàng linh tinh. Đấy. Là 150k một chiếc nhá, kính hàn thông minh.
cưa này, lại cưa gốc đen trắng nhá. Cây này thì nó là dòng cưa cành, cưa gỗ các thứ là rất ok. Hàng thì của Nhật này. Đấy, Fugu này. Đấy, technology Japan các bác nhá. Đó, rất ok luôn. Nó là dòng cưa lưỡi kép nhá. Cưa cực kỳ ngọt và cưa rất là nhanh luôn. Đấy, và khi mà dùng xong thì các bác có thể gấp gọn và rất là tiện lợi. Mang đi mang lại ok luôn. Sử dụng gia đình này, anh em làm vườn này, đấy, cưa cây cưa cành. Đấy, năm hết Tết đến rồi, các bác mua về để cưa cây cưa cành các thứ như mình ok luôn. Đó. Giá thì đợt này về cái lô mới này giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Nó có hai màu là màu đen và màu trắng này. Thì em gọi luôn sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Giá của nó bữa trước đang bán là 80k, hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một cây thôi. 50k. 50k cho một cây cưa gấp đen trắng này. Quá là bình dân, hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những cái shop khác là đang bán 80-90 nghìn một cây đấy. Đấy, bên em đang xả kho bán này bác chỉ có là đi 50.000 thôi. Cái cây này thì chiều dài lưỡi của nó tổng thể vào là 30cm nhá. Chiều dài lưỡi nó rơi vào là 30cm. Đấy, nên là các bác cưa nó rất ok. Cái phần tay cầm này nó có bọc một lớp cao su non chống con trượt này. Và cái phần tay cầm nó cũng khá là dài nên khi mà các bác cầm cái cưa nó rất là có lực, cưa nó rất là dễ cưa nhá. Đấy, các bác cưa nó cầm nó rất là dễ cưa. Đấy, khi mà dễ cưa thì cưa nó rất là nhanh và nó rất là sắc bén. Hàng thì bao sắc bao dùng bác luôn, các bác yên tâm đi. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm. Chỉ có 50.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cưa gấp đen trắng nhá. Cưa gấp đen trắng. Giá đang ở bác là 50k, hàng bãi Nhật cực kỳ ok luôn. Sản tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đèn pin này. Cực kỳ nhiều bác hỏi em là có con đèn pin cầm tay nó nho nhỏ vừa vừa không để các bác dùng nó dễ dùng này, thì đây. Về cho bác một cái lô đèn pin mã sẽ là mã D1 nhá. Và em báo giá luôn 120.000 cho một chiếc đèn pin D1 này. Con này thì siêu sáng luôn, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn này, đi kèm cho các bác là một viên pin nhá, một viên pin. Đấy, một viên pin của Panasonic này. Đấy, hàng made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, pin Panasonic hàng made Japan. Và đi kèm cho bác nữa là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc vào sẽ là cái nguồn điện 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại đây này. Các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này là các bác cắm vào để các bác sạc được cho ấy. Nó có cái chính cổng USB là các bác cắm vào các bác sạc cho đèn rồi. Còn đây em sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta. Con đèn, toàn bộ của nó sẽ là bằng thân nhôm nhá. Toàn bộ bằng thân nhôm, cực kỳ là chắc chắn luôn, cầm chắc tay lắm. Đây, em sẽ tháo đèn và lắp pin vào để test các bác coi nhá. Cái đầu dương thì các bác sẽ cho vào trước này. Đầu dương là cho vào trước nhá. Đấy, đầu âm là để bên ngoài. Đó, sau đó các bác cho vào, các bác xoáy ra. Xoáy chặt giúp em nhá, xoáy chặt tay. Xoáy thật chặt tay nhá. Đấy, xoáy chặt tay là nó mới lên. Đó, còn các bác mà xoáy nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu ạ. Đấy, nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu. Các bác phải xoáy thật chặt tay vào nhá. Đấy, chặt tay vào. Đấy, con này thì nó sẽ có chế độ 1 này, chế độ 2 này, chế độ 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Ngoài ra con này nó có thể chỉnh được pha luôn, chỉnh được pha hẹp vào này, thu hẹp vào, chỉnh pha rộng ra này. Bằng thao tác là các bác rút cái này cho. Đấy, rút được các bác đẩy cái phần này thì nó sẽ cho pha to ra rộng vào. Đấy, tùy nhu cầu các bác xài nhá. Con này thì các bác yên tâm là cực kỳ sáng luôn, trong tầm khoảng tầm 200 cho đến 300 mét thì rất là sáng luôn. Các bác nhìn cái phần pha nó trụm vào này, có nhìn này, ánh sáng nó trắng xóa luôn, không nhìn này. Đấy, đây em đang soi chữ, các bác không nhìn ra là các bác biết là cái độ sáng của nó như nào rồi. Cực kỳ sáng luôn. Đây, còn đây em cho pha nó rộng ra hết này. Đấy, pha rộng ra cũng rất là sáng nhá. Pha rộng ra rất là sáng luôn. Đó, thu hẹp vào này, rộng ra này, rất ok các bác luôn. Cực kỳ hay. Thì đây là cái phần chân sạc nhá. Đấy, em cũng nói luôn, đây là cái phần chân sạc này. Thì về các bác rút cái phần này ra này, rút cái phần này ra thì nó sẽ lộ ra cái phần chân sạc nhá. Nó là chân sạc Type-C. Đó, thì đi kèm là nó sẽ có cái dây cáp sạc nha. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, sau đó là các bác nhà có cái cục sạc điện thoại này, các bác cắm vào. Và các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc cho cái đèn này thôi. Đấy, rất là dễ xài nhá các bác nhá. Rất dễ xài, rất dễ sử dụng. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Và cái con này khi mà bật lên ấy thì nó sẽ có là báo cái pin ở đây luôn, báo vạch pin đây luôn. Hiện tại là đang full pin này. Đấy, còn nếu mà các bác dùng hết pin thì nó sẽ báo dần dần xem còn 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch. Đấy, nó sẽ báo cái đèn ở đây luôn, báo đèn pin vạch pin ở đây xem còn nhiều ít để các bác chủ động các bác sạc nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, có cả cái chế độ nháy luôn nhá. Nói chung là các bác cầm tay rồi các bác mang đi con mang lại con này khá là vừa tay. Nó chiều dài nó khi mà rút ra hết thì nó rơi khoảng tầm là 20cm thôi. Đấy, nhất rất là nhỏ gọn tiện lợi, mình có thể là bỏ trong ba lô cốp xe, bỏ trong túi quần, có phần dây đeo mang đi mang lại rất là vừa vặn tay. Đấy, và nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Các bác nhìn này, cực kỳ sáng luôn, nó có pha rộng này, pha thu vào này, pha thu vào để các bác soi những cái chỗ nào vị trí nào nó xa,
Đấy, pha rộng ra để các bác soi những vị trí gần rất ok, cực kỳ đa năng cho một con đèn luôn nhá, rất đa năng luôn. Thiết kế cực kỳ chắc chắn, toàn bộ là bằng thân nhôm. Đấy, có đi kèm là dây cáp sạc nhá. Đi kèm cho các bác là cả pin luôn. Đấy, đi kèm cho các bác là cả pin về là các bác xài luôn, rất ok các bác luôn. Đấy, đây. Pin này là pin 18650 này, đấy, hàng made in Japan. Panasonic nhá, quá xịn sò ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bộ đèn pin D1 nhá, đèn pin D1. Đấy, đèn pin D1 với mức giá là 120.000 nhá, 120.000 cho một cái đèn pin D1 nha, 120k một chiếc đèn pin D1 nhá, 120k một chiếc, bao gồm là đầy đủ là cả đèn, cả thân đèn rồi cả dây sạc các thứ đi kèm. Đó. Ngoài ra thì bên em cũng đang có bán cái cục sạc nha, đó là cái cục sạc chân USB. Cục sạc nguồn vào sẽ là cục sạc nguồn 220, nguồn ra của nó sẽ là 5V 2A nhá. Đấy, tức là các bác sạc cho điện thoại này, rồi là các bác sạc cho cái đèn em vừa quay này. Đấy, nó có cái dây sạc này, các bác có thể cắm vào sạc cho đèn cũng ok luôn. Cái này thì lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc 2A, dòng này cũng của Samsung này, xịn ngon lành luôn. Cục sạc 2A này với giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cục sạc 2A nhá, cục sạc 2A với giá là 30k. Đấy, thì bác nào mà chưa có cái cục sạc này thì mình có thể mua về để các bác sạc cho cái đèn này này. Đấy, sạc cho cái đèn này. Còn nếu mà các bác có rồi thì mình về các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình ấy, cắm vào những cái cục sạc điện thoại nhà mình còn dư ấy, là các bác cắm vào đây là các bác sạc cho cái đèn là ok rồi. Đấy, còn là bác nào chưa có thì mình có thể mua kèm thêm cái cục sạc này nhá. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây tô vít đóng này, cũng rất nhiều bác hỏi này. Đấy, thì cũng có hai mã cho bác lựa chọn luôn, là một mã đầu cộng và một mã đầu trừ, tức là một đầu dẹt và một đầu ba ke nhá. Đây, đầu là đầu dẹt này, còn đầu là đầu ba ke. Và toàn bộ đầu này thì đều có tích từ tính nam châm hết các nhá. Đấy, có tích từ tính nam châm, hít rất là khỏe luôn. Đấy, và nó là dòng tô vít đóng này. Đây này, phần trên này làm để các bác dùng để đóng này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái cây tu vít đóng như này với giá sẽ là 30.000 một cây nhá, 30k cho một cây. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng này. Tô vít đóng, tô vít đóng. Tô vít đóng của Kabushi Japan thì sẽ có là hai mã là mã đầu cộng nhá, đầu cộng, và một mã là mã đầu trừ. Đấy, thì bên em đang bán đồng giá hai cái mã này, đồng giá là 30k một cây. Đấy, bán đồng giá là 30k một cây. Thì các bác cứ lấy cây nào thì bên em sẽ nhặt cho bác cây đấy nhá, hoặc các bác có thể lấy cả đôi về. Nếu mà các bác lấy cả đôi này về là dùng ok hơn này. Đấy, mình có lúc nào mình có đầu cộng đầu trừ là mình xài luôn. Con này thì ngoài chức năng đóng thì mình có thể xoáy trước ok luôn. Đầu toàn bộ là đều có được nạp từ tính hết rồi nhá, có nam châm hít đầy đủ luôn. Đấy, chiều dài đấy rơi vào khoảng tầm là 30 cm thôi nhá, 30 cm. Đấy, 30 cm cho một cây tô vít đóng nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Cái này chuyên để các bác dùng đóng nhá. Đấy, nhưng còn ốc gãy cái thứ là các bác đóng nha. Kabushi Japan nhá. Đấy, cây tô vít đóng hai đầu, một đầu cộng, xin lỗi các bác là một đầu cộng và một đầu trừ, nó chỉ có một đầu thôi nhá, chỉ có một đầu thôi. Đấy, là một đầu cộng một đầu trừ. Và bên em đang bán đồng giá là hai đầu này với giá sẽ là 30.000 một cây nhá. Thì các bác cứ lấy đầu cộng hay đầu trừ thì các bác cứ báo cho em nhé. Lấy đầu cộng hay đầu trừ thì báo cho em để em nhặt cho bác. Còn bán đồng giá là 30.000 một cây. Thì lên mã cho em sẽ là tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng của Kabushi Japan này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây bàn chải sắt này. Bàn chải sắt nhá. Nó là dạng bàn chải nhưng mà là lông của nó là bằng bằng kim loại nhá. Lông của nó là kim loại. Về cái này thì những cái chỗ nào nó bị rỉ sét ấy, những cái máy móc cơ khí nhà mình nó bị rỉ sét, rồi là những cái chỗ mối hàn nó hiếc các thứ, rồi các bác cần dùng để các bác cọ cho nó bong hết những cái phần rỉ sét, rồi những cái phần mối hàn các thứ là nó bong hết những cái chân mối ra. Đấy, thì các bác dùng cái này các bác cọ cho em. Đấy, cho nó sạch thì các bác dùng cái cọ, nó là cái dạng bàn chải nhá, nhưng mà lông của nó là bằng kim loại, bằng sắt, bằng thép hết các bác nhá. Đấy, bằng sắt bằng thép hết, rất ok luôn, chắc chắn lắm. Đấy, tay cầm có bọc nhựa này. Đấy, cầm rất là êm tay. Đấy, để dùng các bác dùng để cọ kỳ, rồi những cái phần rỉ sét, những cái chỗ nào mà sắt thép rồi các bác dùng thì các bác cọ nó sạch sẽ nhá, vệ sinh ok đi. Đấy. Cái cây bàn chải sắt này thì bên em đang gửi bác giá bình dân thôi, chỉ có 15.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bàn chải sắt này. Đấy, bàn chải sắt nhá, bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt giá đang gửi bác là 15k nhá. 15k cho một cái cây bàn chải sắt này các nhá. 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây nha. Rất là hay luôn, các bác mua về để cọ những phần rỉ sét ở kim loại này, rồi là lốc máy, lốc miếc, ở những cái chỗ mà cần vệ sinh. Đấy, cần những cái lực mạnh, đấy, tác động mạnh để cho nó tung, đánh tung những phần rỉ sét bẩn miếc các thứ ra, là các bác dùng cái kêu chưa. Bàn chải sắt nhá, bàn chải lông bằng sắt nhá, 15k một cây. Đá cắt này, đá cắt đỏ của Kabushi Japan nhá. Đá cắt đỏ này hiện tại em đang bán lẻ một viên này với giá sẽ là đi 6.000 viên, 6k viên.
Và yêu cầu các bác là nếu mà các bác mua thì mua từ 5 viên trở lên nhá, mua từ 5 viên trở lên. Đấy thì bên em sẽ có bán theo hộp và bán theo bán hộp và bán theo viên nhá. Thì bán lẻ một viên như này thì sẽ là 6.000 và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Thì lấy theo combo 5 viên thì sẽ là 30.000. Còn nếu mà các bác lấy theo cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Cả một hộp như này thì sẽ là 50 viên này, cả một hộp này là 50 viên sẽ có giá là 220.000, bao ship tận nhà luôn. À, dòng đá của Kabushi Japan, dòng đá cắt đỏ nha các bác, cắt sắt, cắt inox, con này quá ngọt luôn, cắt cực kỳ dài đá, nó không bị bay đá đâu, cắt ngon lắm. Đó, này em bán cực kỳ nhiều rồi. Đó, em báo giá lại là một lần nữa này, mua lẻ một viên. Đấy, một viên này, một viên thì sẽ là 6k nhá, và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên. Nếu mà các bác lấy lẻ nhá, lấy từ 5 viên trở lên thì 5 viên sẽ có giá là 30k. Đấy, bán lẻ một viên thì em không bán nhá, bán lẻ là bán phải từ 5 viên trở lên. Còn nếu mà các bác lấy cả một hộp nữa, cả hộp 5 viên, cả hộp đá này, cả hộp đá 50 viên thì sẽ có giá là 220.000 và bên em sẽ bao ship tận nhà cho bác luôn nếu mà các bác lấy cả hộp nhá. Lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đấy thì cả hộp là 50 viên, bác nào dùng nhiều thì nên lấy cả hộp ạ. Nên lấy cả hộp thì giá của mình sẽ tốt hơn. Đấy. 5 viên là 30.000. Đấy thì tính ra là 6.000 viên, còn các bác lấy cả hộp 50 viên thì giá chỉ có 220.000 thôi nhá, 220.000 thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bộ thìa vàng này, bộ thìa vàng, một bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây rất là đẹp luôn. Đấy, đây. 6 cây vàng 2 4 6, một bộ 6 cây thìa vàng này với mức giá thì rẻ giật mình. Chỉ có 30.000 nhá, 30.000 nhá, 30.000 cho một cái bộ 6 cây thìa vàng này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ làm là cái bộ thìa vàng. Thìa vàng 6 cây này, set thìa vàng 6 cây nhá. 6 cây giá chỉ có 30k thôi các bạn. 30k tính ra là vào con 5.000 một k thôi, một cây thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà thìa cực kỳ đẹp này. Thìa rất là đẹp, sáng choang luôn nhá. Đấy, phần tay cầm này. Mạ vân đá cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng ăn uống ok cho em luôn. Đó. Bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây với mức giá là 30.000 cho một cái set thìa vàng 6 cây này. Bán là bán cả một set 6 cây luôn thì giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô giấy giấy khăn rút treo tường nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ lấy khăn rút treo tường. Hàng này thì hàng của Việt Nam Airlines. Đấy, công ty Việt Nam Airlines, công ty hàng không Việt Nam này. Đấy, sản xuất nhá. Đấy thì đây. Về đây cái lô này. Một túi này thì sẽ là 1.500 tờ này, 1.500 tờ. Đó, rất là dễ dùng. Nó có cả hướng dẫn dùng này. Bước 1 là xé ở đây này. Đấy, xé đường ở đáy túi này. Bước 2 là treo túi cố định lên. Bước 3 là các bác kéo từng tờ xuống này. Thì đây, nó có cái phần kẻ này, các bác lấy cái này ra, sau đó các bác kéo ra nhá. Đấy, kéo ra này. Đấy, kéo ra, sau đó là các bác cứ thế là các bác cầm ở đây. Các bác rút dần này nhá. Đây, các bác cầm ở đây các bác rút dần này cho. Đấy, rút dần ra này, cứ rút ra nhỉ. Và lúc nào ấy là các bác đeo lên cho. Đấy, đeo lên rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo lên cho em rất ok. Hàng giấy của Vietnam Airlines nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo thùng nhá, bán theo thùng. Thì một thùng này thì sẽ bao gồm là 4 gói thì sẽ có giá là 100.000 cho một thùng này. Đấy, khăn rút treo tường nhá, thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái khăn rút treo tường hoặc là cái giấy của Vietnam Airlines. Đấy, cái giấy ăn của Vietnam Airlines nhá. Đấy, một túi này là 100k, một thùng này là 100k và bên em bán là cả thùng luôn, là một 4 gói một thùng nhá, 4 gói cho một thùng. Thì khi mà các bác mua thì sẽ khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc treo. Đây này. Khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc hai cái móc treo nha, hai cái móc treo để về các bác dán, các bác treo lên tường nhá. Hai cái móc treo như này để về các bác dán, các bác đeo lên tường. Đấy thì một thùng sẽ gồm có là 4 gói, hai cái móc treo như này để về các bác đeo lên tường. Hàng đi của công ty Vietnam Airlines. Đấy, sản xuất thì tại Việt Nam này. Đấy, đầy đủ địa chỉ các thứ. Thành phần chính 100% là bột giấy này. Đấy, ok luôn. Nói chung là một cái sản phẩm rất là thông minh để về các bác treo lên tường rất là tiện. Đây em sẽ quay thực tế cái sản phẩm này về để các bác coi. Đây với nhá, đây. Đấy, sản phẩm thì thực tế như em đang xài đấy nhá, đang xài đây, rất ok luôn. Đấy thì khi mà về các bác dùng thì các bác lấy cho em cái móc dán trong hộp ấy, các bác dán nó lên. Đấy, dán nó lên này. Đấy, và các bác treo lên. Và lúc nào mà các bác dùng thì các bác xé theo cái đít, ở cái đít này nó có cái xé theo đường kia chỉ dẫn này. Đấy, các bác xé theo cái đường ấy nhá. Và bắt đầu là các bác xé, các bác cứ rút dần ra. Đấy, rút dần đi nhà này. Rút dần ra nhá. Đấy, lúc nào dùng là các bác cứ rút này thôi. Đấy, rất là tiện dụng và rất là hay. Cứ rút này thôi. Mình dùng đâu mình rút nó đấy, rất là hay. Đấy, các bác không cần phải cho đau hộp hay nhào cả, cứ treo lên. Các bác treo trong nhà vệ sinh này, nhà bếp này, nhà ăn này, rồi các bác treo lên trên nhà này. Đấy, những cái chỗ nào các bác cần thì các bác treo. Đó. Thì cứ dùng đâu được các bác treo đấy nhá. Đấy, khi nào mà hết thì mình lại bỏ ra, mình lại treo túi khác lên, thế là xong.
Đó thì em vừa quay là các bác biết là cái này làm sao, tại sao gọi là cái khăn rút treo tường nhá. Đấy, cái khăn rút treo tường nhá. Đấy thì nó sẽ treo lên, và khi mà treo lên thì các bác xé trong cái đường ra này. Và cứ thế là các bác rút dần dần trong này ra. Đấy, cứ thế các bác rút ra. Đấy thì nó sẽ ra dần. Đó, rất tiện dụng luôn. Treo lên là vừa đỡ tôi tích này, sạch sẽ này, rồi là lúc nào cần cái là mình sử dụng ok luôn. Đấy. Và một cái túi này là 1.500 tờ, các bác dùng thả con gà mái luôn. Cái này thì em ví dụ là dùng nhiều, cũng dạng dùng nhiều. Chắc là dùng chắc về cả hơn tháng mới hết một cái thùng nha. Đấy là dạng dùng nhiều nhá. Còn nếu mà các bác dùng ít thì chắc là một thùng 4 gói này đấy, chắc phải dùng khoảng tầm 4-5 tháng luôn. Đấy, dùng rất là được lâu nhá. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100 ngàn thôi. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái giấy rút của Vietnam Airlines nhá. Giấy rút của Vietnam Airlines sẽ có giá là 100 ngàn nhá. 100 ngàn cho một cái thùng giấy rút của Vietnam Airlines, bao gồm là 4 gói một thùng nhá, 4 gói một thùng. Đấy, và tặng thêm cho bác là hai cái móc treo nhá. Đấy, tặng thêm cho bác là hai móc treo. Hàng của Vietnam Airlines rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó, cái dòng thước thước đo này, thước đo thước rút nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Filter. Thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã 7,5 m nhá và một mã 5 m này. Đấy, một mã 7,5 m, một mã 5 m. Thì đây, toàn bộ những cái dòng bên em đang bán là đều có lỗ ban hết nhá, đều có lỗ ban hết để về các bác đo phong thủy. Đấy, nhiều bác là rất hay đo phong thủy. Thì đây, toàn bộ dòng thước bên em thì đợt này về cái lô này là bên em sẽ lấy cho bác là cái dòng lỗ ban, thì nhiều bác thích lỗ ban mà. Đấy, nhiều bác hỏi lỗ ban thì đây có luôn. Đó, 7,5 m cũng có luôn nhá, 7,5 m cũng có lỗ ban luôn này. Đấy, 7,5 m có lỗ ban luôn, và loại 5 m cũng có lỗ ban luôn. Thước thì kéo này cực kỳ trơn tru luôn. Đấy, các bác nhìn nghe tiếng này, kéo êm ru luôn. Dòng thước của Filter nhá. Đấy, một trong những hãng rất là nổi tiếng chuyên về đồ kim khí nhá, chuyên về đồ kim khí cho anh em thợ xuyền sửa chữa rất ok luôn. Dây đeo móc cài đầy đủ luôn, có phần khóa hãm ngon lành các bác luôn nhá, các bác nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, dùng rất bền. Em báo giá luôn nhá. Thì tại bên em đã có hai mã, là một mã là thước 5 m nhá và một mã là thước 7,5 m nhá. Cái con thước 5 m này thì bên em đang có giá là đi 40.000 nhá, 40k là thước 5 m nhá. Còn cái con kia là 7,5 m thì sẽ có giá là 50k. Đấy, 50k này sẽ là nước thước 7,5 m nhá. Và toàn bộ là thước đều có lỗ ban hết luôn. Đấy, toàn bộ là đều có thước lỗ ban hết luôn. 5 m thì sẽ là 40.000, còn cái loại 7,5 m thì sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thước lỗ ban nhá. Đấy, thước lỗ ban. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái si đánh giày này. Lên mã giúp em sẽ là cái si đánh giày. Cái si đánh giày thì chuyên để các bác đánh bóng giày, và đặc biệt là giày da nhá. Đấy, lưu ý cho em là chuyên để các bác đánh bóng giày da nhá, còn những cái dạng giày vải là các bác không dùng đâu. Chỉ chuyên dùng cho các bác đánh giày da thôi. Đấy thì một cái bộ này thì sẽ có giá là 30.000 các bạn. 30.000 thì nó sẽ gồm có là một cái dụng cụ để các bác đánh bóng này. Đấy, một cái cục mút như này, và đi kèm là một cái chai nước thôi nhá, chai nước đánh bóng. Đấy, chai nước đánh bóng. Thì đây, một cái bộ này là sẽ có giá là 30.000 này. Đấy, si đánh bóng giày. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái si đánh bóng giày da nhá, chuyên để các bác đánh bóng giày da, với giá sẽ là 30k nhá. Thì cái này trong này sẵn thì nó đã có sẵn rồi, thì về các bác cứ thế là các bác dùng là các bác đánh thôi. Còn nếu mà khi mà hết thì các bác lại lấy cái nước ở trong cái chai này ra, các bác đổ ra, nó là cái dầu bóng nhá, dầu bóng. Các bác đổ ra cái mút mút này và bắt đầu các bác dùng cái mút này các bác đánh cho rất là bóng luôn. Đây, em test thử cái đôi giày da của em này. Đấy, đây em test thử nhá, các bác nhìn này, hai bên khác hẳn nhau luôn nhá. Một bên này em chưa đánh này, một bên em đánh rồi, các bác nhìn này. Đấy, nó bóng hẳn lên luôn, nhìn rất là ok, nhìn đúng như giày mới luôn nhá. Đấy, nhìn đúng giày mới này, các bác nhìn đây này, các bác nhìn hai phần nó khác biệt nhau hẳn này. Bên này em đánh rồi này, bên này chưa đánh này. Đấy, thấy không, bên này chưa đánh. Đây em đánh cho bác coi lại này. Đấy, em đánh cho bác coi lại nhá. Đây, đấy, đây, các bác cứ lấy này các bác chà thôi, lấy này các bác chà thôi. Đấy, chà. Đấy, có thấy không, vừa đánh qua vừa cái bóng loáng luôn nhá. Đấy, bóng loáng luôn. Thì chuyên dùng cho các bác nào mà đi giày da các bác nhá, chuyên dùng cho bác nào đi giày da. Đấy, những cái đôi giày của bác cũ, đấy, cũ các thứ giờ rồi, thì các bác mua cho em cái miếng mút này về. Đấy, rồi là đi kèm là nó có một cái lọ nước đánh bóng này nữa. Đấy, một cái lọ nước đánh bóng nữa. Thì về khi mà hết ở trong này hết thì các bác lấy này các bác đổ đây. Đấy, đổ đây thì cái miếng mút này sẽ thấm, và cứ thế là các bác đánh dần ra thôi, đánh dần ra thôi, đánh rất là bóng luôn. Đây, thực tế sản phẩm em đã test này nhá. Đây là một chiếc này là em đánh rồi, một chiếc chưa đánh này, các bác nhìn này, hai cái nó khác hẳn nhau luôn. Đây này, bên này nó có bóng đâu, đây bên này thấy không, bóng loáng luôn nhá, chuyên để các bác đánh giày da. Đấy, vừa làm bóng này vừa bảo vệ cái đôi giày của bác nhá. Lớp da là nó lúc nào nó cũng trong tình trạng là nó ẩm, khi mà
cái lớp da nó trong tình trạng nó ẩm thì cái da nó rất là bền các bạn, da nó rất là bền, nó không bị nổ da rồi là nó không bị rộp các bạn. Đấy, da là các bác dùng các bác đi phải biết bảo quản nhé, chứ nếu mà các bác bảo là da thật nhưng mà các bác không biết bảo quản thì da thật hay đến da không thật thì nó cũng đều hỏng hết. Đấy, thì các bác lưu ý là đó, một cái sản phẩm rất hay. Đấy, đây bên này chưa đánh này, bên này đánh rồi này, rất hay luôn. Đấy, thì đó là cái này là cái si đánh bóng giày nhá. Đấy, cái si đánh bóng giày đó, si đánh bóng giày 30.000 cho một cái cục si đánh bóng giày này các bác nhá, chuyên để các bác đánh cho giày da nhá, chuyên để các bác đánh cho giày da. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi gừng ngâm chân nhá. Đấy, túi gừng ngâm chân này, một cái túi này là 100 gói gừng gừng nhỏ bên trong nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k, nhiều bác hỏi cái mã này lắm ấy. Đấy, nó là cái túi gừng ngâm chân dùng rất là hay. Đây, nó là những cái túi nhỏ này, nó là tinh chất là từ gừng xay nhá, gừng xay thì nó sẽ bọc vào thành những cái túi này. Thì mỗi lần các bác ngâm cho em thì cứ 1 đến 2 túi này. Đấy, các bác đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cái túi này vào và bắt đầu là các bác cho chân và các bác ngâm nhá. Đấy, khi mà ngâm thì nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, vì ở bàn chân của bác là nó rất nhiều những cái dây thần kinh. Đấy, tác động lên cơ thể nhá, thì các bác ngâm cho em rất là nhạy luôn nhá. Các bác nào ví dụ như là dùng cho mọi lứa tuổi, nam nữ nhá, trung niên này, đấy, thanh niên, đặc biệt là tốt cho người già hay mất ngủ này, thông kinh hoạt lạc này, trị chứng mất ngủ này. Đấy, rồi là giảm đau mỏi xương khớp, giảm cước chân, lạnh chân, đấy, da mồ hôi chân nhá, rồi là đặc trị hôi chân. Đấy, bác nào hôi chân ngâm cái này cũng rất là thơm luôn, rồi là tỉnh táo tinh thần, thư giãn gân cốt và hồi xuân. Đấy, bác nào nói chung là dành cho người già rất là tốt luôn, rất là thơm. Các bác mở ra là ngửi mùi thơm luôn, cực kỳ thơm luôn. Thì nó là những cái tinh chất gừng, nó xay ra, sau đó đóng gói vào nhà. Đấy, thì để dùng cho bác ngâm chân nhá, rất tốt cho sức khỏe luôn. Đó, thì một cái túi này là 100 gói này, mà giá thì bình dân chỉ có 50k thôi. Đấy, chỉ có 50k thôi, nó là cái túi gừng ngâm chân nhá, rất là dễ dùng. Đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cho em 1 đến 2 túi vào. Mỗi lần thì mình cứ ngâm được 1 đến 2 túi nha. Đấy, thả vào, sau đó là các bác ngâm thôi, có thế thôi. Đấy, ngâm khoảng tầm 25 cho đến 30 phút là ok rồi. Đấy, ngâm đến lúc nào mà nước nó nguội đi là ok. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, một túi là 100 gói với giá sẽ là 50k, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Mùi gừng rất là thơm, các bác về cứ mở ra, nhận hàng mở ra ngửi mùi thơm phức luôn. Đấy, các bác mở ra thấy mùi gừng rất là thơm rồi đó, ngửi mùi là các bác cảm thấy nhẹ người nhá. Đấy, 100 gói này là 50k cho một cái túi gừng ngâm chân 100 gói nhá, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho người già. Cái này cái nhãn hiệu thương hiệu như ông già, cái này công ty về chuyên về thuốc nam đông y rất là nổi tiếng rồi. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, 100 gói là 50k cho một cái cả một cái bịch này luôn. Đấy, bán cả một cái bịch này luôn nhá, bán cả một cái bịch này luôn này. Đấy, là 100 gói là 50k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái giá đỡ bát sen này, giá đỡ cho bát sen nhà tắm có thứ rồi. Đấy, nhà bác nào mà hiện tại đang bị hỏng cái bát sen ở nhà. Đấy, cái giá đỡ ở nhà. Đấy, mà bây giờ nhà mình dùng bát sen thì phải có giá đỡ để các bác cài lên cho nó tiện đấy. Các bác đỡ phải để nó lủng lẳng cái thứ, nhìn nó xấu rồi là nó lung la lung lay, nhìn nó nhanh hỏng thì bác mua cho em cái này về. Đó là cái giá đỡ bát sen nhá. Cái này thì bên em đang bán một chiếc giá đỡ bát sen này là 30.000. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ bát sen này là các bác về không cần là các bác phải khoan lỗ đục lỗ gì cả. Nó là cái miếng dính ạ. Nó là cái miếng dính thì về có bóc cái miếng dính cho em, bóc cái miếng dính ra. Các bác dính trực tiếp lên cái chỗ mà các bác định vị mà các bác cần cái giá đỡ để ở đấy, để các bác để cái bát sen lên, các bác cứ dính trực tiếp lên đây. Đấy, nó là một cái miếng dính như này nhá, dính trực tiếp và dính cực kỳ chắc nhá, dính chắc lắm. Đấy. Đó, thì về các bác dính vào cái con này, nó có cả chế độ đây này, có cả chế độ lật lên là xuống này, ngất ngưởng ở đây luôn này. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá, rất là hay luôn. 30.000 nhá, 30.000. Đấy, 30.000, toàn bộ của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ inox. 30k cho một chiếc giá đỡ bát sen. Cái này thì em dùng là khoảng tầm hơn một năm nay em dính rồi, vẫn chắc khư luôn, dùng ok lắm, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, nhà bác nào ấy đang hỏng cái giá đỡ của cái bát sen nhà tắm ấy thì mua cái này về các bác xài cho em, không cần phải khoan đục lỗ gì, về chỉ việc bóc ra dán trực tiếp vào trong cái chỗ mà các bác định vị các bác cần để là ok. Đây, em sẽ quay bác cái nhà em đang xài này. Đây này các ơi, cái này nhà em đang xài khoảng tầm hơn một năm nay này. Đấy, khi mà các bác sử dụng và các bác để đây cho xem là xong. Đấy, rất ok luôn. Con này nó có thể là chỉnh các cấp độ các thứ luôn. Đấy, chỉnh các cấp độ để nó ngả xuống này, rồi để nó đứng lên này cho em này, ok luôn. Đó. Dính nhá, các bác chỉ việc về dính thôi, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đây, bình thường những cái cũ này là các bác có phải khoan đục lỗ này, nhưng mà con này là không cần phải khoan đục lỗ gì, nó đỡ hỏng tường rồi là các thứ ra. Mà nó không còn phải máy móc gì, về mình vệ sinh sạch cái chỗ mà các bác cần dính nhé, dính trực tiếp cho chắc khư luôn. Cái này em dùng hơn năm nay rồi, thoải mái đi các bạn, chắc lắm.
ok luôn. 30k quá nhá, 30.000. 30.000 trong cái giá đỡ bát sen nha. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang nó cái bộ bản lề cửa tự động này. Cái này nó là chuyên dùng để cho những cái cửa nhá, cửa nhà mình mà bác nào đặc biệt là bác nào quên không hay đóng cửa ấy là các bác lắp cho bộ này về. Cái bản lề, bộ bản lề cửa tự động nhá, 60.000 một cái bộ này. Nó là dạng thép nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Bên trong thì rất là chi tiết, đầy đủ phụ kiện để về các bác lắp đặt và sử dụng này. Đây, đấy, đầy đủ phụ kiện này. Gồm một cái bộ bản lề như này. Đấy, đi về các bác lắp vào. Cái phần này các bác lắp vào cái hộc này, còn phần này các bác lắp vào cái cửa này. Nguyên lý động nó rất là dễ dàng thôi. Thì đây, khi mà các bác xài thì đấy, ví dụ là các bác đẩy cửa này, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đi ra xong thì cửa nó tự động nó sẽ vật lại này. Đấy, thấy không? Đấy, tự động nó sẽ đẩy cửa kín vào luôn. Đấy, nó có cái lò xo cộng lực ở đây. Đấy, nó sẽ đẩy cửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đẩy này. Đó, là nó sẽ tự động nó đẩy nhá. Rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Nói chung một cái con sản phẩm thiết kế cực kỳ thông minh để về các bác sử dụng và lắp đặt vào cái phần cửa nhà mình nhá. Cái lực đẩy của nó khá là mạnh nhá, khá là khỏe luôn đấy. Ví dụ như cái con cửa to con này cũng có thể đẩy thoải mái cho em luôn. Đấy, những con cửa to là các bác có thể đẩy thoải mái luôn này. Đó. Bộ bản lề cửa tự động này thì chỉ có 60.000 thôi. Đi kèm này có cả những cái ốc vít để về các bác lắp đặt này. Ốc vít này. Rồi là những cái phần hộc nhá. Đấy. Đây, phần hộc này. Đấy, về các bác lắp đặt vào. Lắp đặt rất dễ thôi. Phần trên này thì các bác lắp vào cái hộc này. Đấy, trên này các bác lắp vào cái hộc. Có nhá, lắp vào cái hộc. Đó, còn phần này thì các bác để vào đây. Đấy, cài vào đây. Thì khi nào mà bắt đầu là nó các bác đẩy cái là bắt đầu nó cứng vào đây, bắt đầu là nó sẽ khóa vào và bắt đầu các bác đi ra cái đối tượng là cửa nó sẽ cọp vào luôn. Rất ok luôn nhá. Bộ bản lề cửa tự động sẽ có giá là 60.000 cho một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy, 60k nhá, 60k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, xem thực tế video về sản phẩm này. Để về các bác lắp đặt này. Người đóng cửa không gây tiếng ồn làm nghệ sĩ. Hôm nay đấy, em xin đây. Giới thiệu cho các bác bộ bản lề đóng cửa thông minh không gây ồn rất thích hợp. Đấy, về các bác lắp vào nhá. Đấy, thấy không? Các bác nhìn thấy lắp rồi. Đó, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy. Chỉ việc đẩy ra thôi, còn đóng vào là tự động là nó sẽ đóng vì cái con này nó có nguyên lý là dạng đẩy mà. Đó, thấy không? Tự động là nó đóng luôn. Hôm nay em xin giới thiệu cho các rất thông minh nhá. Bản lề lọt. Đây không phải là đây. Đây là lắp đặt cửa tự động. Đấy, các bác lắp một bên các bác lắp vào cái hộc cửa nhá. Còn một bên là các bác lắp vào cái cửa này. Đấy. Các bác kéo cửa này, đấy, đẩy ra nhá là tự động nó sẽ đóng lại luôn. Đó, thấy không? Rất thông minh. Nhiều khi là các bác quên không ai đóng cửa nhá thì các bác dùng cái bộ này xem. Đó, đây, đẩy ra này. Đó, đóng vào này. Quá ok luôn, tự động đóng luôn nhá. Đó, đây các bác cùng xem lại một lần nữa là lắp đặt này. Một phần lắp vào bên hộc nhá, còn cái bên kia là các bác cho nó vuông góc ra và cái phần bên kia các bác lắp cho em cái khuy nhỏ vào đây này, lắp cho em cái khuy nhỏ vào đây, đấy là tự động nó sẽ đóng vào nhá. Đó thì giá một cái bộ bản lề cửa tự động nha thì sẽ có giá là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ, toàn bộ của nó chất liệu là bằng thép nhá, rất cứng cáp dày dẫn luôn. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy, các mã hàng đó là cái con dao sưu tầm S1 này, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn. Đó thì hôm nay tiếp tục hàng nó lại về nhá. Giá thì bên em vẫn bình ổn giá cũ để cho bác mua dễ mua. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 cho một cây dao sưu tầm S1 nha. Nhiều bác hỏi lắm đấy nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Một con dao sưu tầm đó, bên ngoài này có vỏ bao đầy đủ hết luôn các bác nhá. Bên trong này đó, một con dao, con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 20 cm đúng không ạ. Đấy, chiều dài nó cứ rơi khoảng tầm 20 cm thôi. Đó. Nhỏ gọn tiện lợi các bác mang đi rừng đi rú các thứ này, rồi là các bác để ở nhà mình sưu tầm này, gọt hoa quả hoa đồ các thứ này, ok luôn, sắc bén lắm các bạn. Đấy, sắc bén ok. Dao sưu tầm S1 các nhá, dao sưu tầm S1 giá đang gửi bác là đi 30.000 một cây này. Đấy, hàng bao sắc bao xài bác luôn, dùng rất ok các nhá. Đấy, rồi mua về sưu tầm, mua về chơi ok luôn. Đấy các bác cùng ngắm lại em nó này, rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đợt này nó về cái lô này, cái vỏ này rất đẹp luôn. Đó, vỏ màu trắng ngọc này. Đấy, có vân ngọc các bác nhá, rất ok. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Chỉ có 30.000 thôi. Đấy, các bác mua về sưu tầm, mua về chơi. 30.000 một cây giá. Em về được một ít cái dòng dao chặt, mã của nó sẽ là C3, em báo giá luôn. Con này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây, con dao chặt C3 nhá.
con này nó nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, phù hợp cho các bác nào mà tay yếu. Đấy, dùng con này ok. Con này có thể chặt và thái ok luôn. Bao sắc, bao xài bác luôn nhá. Dòng thép cực kỳ sắc bén. Đấy. Phần trên này thì nó làm nhám này để nó chống dính này, chống trơn trượt này. Phần dưới thì nó trơn bình thường. Đấy, tay cầm ốp gỗ ba đinh tán nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền thân. Các bác xài những con hàng dao nó đúc liền thân này thì nó rất là chắc chắn mà nó bền các bạn. Đấy, không lo nó bị long chui long cán nhá. Đây em sẽ test các bác coi giấy này. Đấy, dao chặt nhưng nó dọc giấy thì các bác yên tâm đi. Về chất lượng con này thì không cần phải nghĩ rồi. Em bán quá nhiều rồi nhưng có cái là nó đang bán nó hết hàng rồi. Hôm nay thì nó hàng lại tiếp tục về. Đấy, hàng các bác nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Có đấy không? Dao chặt mà nó liếc giấy mà nó mịn mì luôn nhá, các bác nhìn này. Quá ngọt ngào luôn. Con này các bác có thể là thái này, chặt này. Ok nha luôn. Đấy, chặt xương, chặt gà, thái thịt, thái thà, các thứ ok nha luôn. Vừa chặt vừa thái nha, đa năng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy. Chiều dài tổng thể thì nó rơi khoảng tầm 30 cm. 30 cm. Nói chung là cầm vừa tay các bác nhá, cầm vừa tay, đặc biệt là các bác nào yếu tay cầm con này là vừa này. Đấy, bác nào nhiều bác hỏi là có con nào nhẹ nhẹ mà ok không? Đấy thì đây, con này nó là một cái phương án phù hợp, hoặc bác nhiều bác là hay mua về cho các bà xã như mình ấy. Bà xã đôi khi là cầm dao to thì đôi khi nó hơi nặng, nhưng mà các bác cầm con này là ok này. Các bác phụ nữ cầm con này ok luôn này. Đấy. 100 ngàn một cây nhá. Dao chặt C3 nhá. Dao chặt C3 100 ngàn một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần. Cái keo này ví dụ như là về các bác chuyên dùng để các bác vá những cái phần lốc máy bị vỡ này, rồi là những cái phần sắt xiếc các thứ ra. Nó bị lủng lỗ này. Đấy, thì các bác mua về để các bác vá nhá. Đấy, đó là dòng keo hai thành phần. Thì cái này về rất là dễ dùng thôi. Đi kèm thì nó sẽ có là một cái đầu bơm như này nữa. Đấy, thì về các bác cho cái đầu bơm vào đây. Đấy, sau đó là các bác tháo cái nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp bảo vệ ra và bắt đầu là các bác bơm lên. Bơm ra một cái các bác bơm ra một cái miếng giấy nào ấy chẳng hạn đấy. Đấy, sau đó là các bác bơm lên, sau đó là các bác dùng cái thanh quẹt này các bác trộn nhá. Đấy, trộn đều lên, trộn đều cái hỗn hợp hai thành phần này lên. Vì cái con này nó là hai thành phần, một thành phần bên này A B này. Đấy, các bác trộn cái này hai lẫn vào, sau đó các bác phết vào những cái chỗ các bác cần vá nhá. Đấy, đặc biệt là các bác vá sắt, vá xiếc các thứ là con này ok lắm. Đấy, vá sắt, vá những cái chỗ nào nó bị lủng nhá. Keo hai thành phần nhá. 40.000 cho một cái tiếp keo hai thành phần nha. Đấy, thì nó sẽ có là hai tiếp, một tiếp A và một tiếp B. Đấy, thì nó gọi là keo hai thành phần là 40k nhá, 40k. Cái này mà khi mà nó khô đi ấy, nó cực kỳ rắn luôn, nó rắn hơn cả sắt luôn. Đấy, nó rắn hơn cả sắt luôn, rắn lắm. Đấy, keo hai thành phần 40.000 cho một tiếp keo hai thành phần nha. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà về dùng được các bác đổ ra, sau đó các bác trộn đều lên. Đấy, và những cái chỗ nào các bác cần gắn kết thì các bác dùng cái đấy các bác bôi vào, phết vào nhá. Đấy, dùng nó rất là ok luôn. Đấy, thì nó rất là dễ dùng. Đấy, keo hàn chắc như hàn xì luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, tiếp keo hai thành phần. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác biết cái dòng keo này rồi. Đấy, về thì các bác trộn đều nhá, nhớ cho em là trộn đều vào. Đấy, trộn đều vào, sau đó các bác phết vào những chỗ các bác cần dán nhá. Dán sắt dán chiếc ok lắm. 40.000 cho một cái tiếp keo hàn thành phần nha. Keo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cục sạc 2A. Đấy, cục sạc 2A nhá, cũng nhiều bác hỏi lắm này. Về để các bác hay sạc cho điện thoại này, rồi là những cái thiết bị nó sử dụng nguồn 5V 2A này, thì các bác mua ngay cho em cái cục sạc này về đây, có nhìn này, 5V 2A này. Đó, rất to, số to rõ ràng nhá. Đợt này nó về cái lô này thì cục này của Samsung rất ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái cục sạc 2A như này. Thì giá chỉ có 30.000 thôi, thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc 2A nhá, cục sạc 2A sẽ có giá là 30k cho một cái cục sạc 2A như này, chỉ có 30.000 thôi. Đấy. Chân của nó, chân nguồn vào sẽ là nguồn 220 và cái đầu ra của nó sẽ là đầu ra nguồn ra cổng USB nhá. Và cái cổng này sẽ là công suất sẽ là 5V 2A các bác nhá. Tức là các bác có thể cắm cho sạc điện thoại này, rồi là cắm những thiết bị nó sử dụng nguồn 5V. Cái nguồn 5V bây giờ dùng phổ biến lắm. Đấy, ví dụ như là bóng nháy này, rồi là những cái bộ đèn các thứ ra, người ta hay dùng cái nguồn này này. Đấy, cực kỳ phổ thông luôn đấy. Cục sạc 2A nhá, nguồn 5V 2A. Đấy, sẽ có giá là 30.000 một cục này. Đó, đấy, nó về cái lô này hàng của Samsung rất ok luôn. Đó. Cạo dâu JD, cạo dâu bạc thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy, hàng thì vẫn còn và giá thì bên em vẫn rất là bình ổn luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cạo dâu bạc này. Đấy, cạo dâu bạc thì sẽ có giá là 90.000. Đấy, cạo dâu bạc nhá, sẽ có giá là 90.000 một chiếc máy cạo dâu bạc nha. 90k. Và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này là nó có lưỡi đi kèm không, thì em nói luôn là hàng bên trong là có một bộ lưỡi rồi các bác nhá. Bên trong máy là có một bộ lưỡi rồi. Nếu mà các bác muốn mua thêm lưỡi thì bên em sẽ có bán kèm thêm.
thì bên em đang bán một bộ lưỡi là 20.000. Đấy thì bữa nào bác chưa, bữa trước là bác nào mua máy rồi mà chưa kịp mua lưỡi thì hôm nay thì có thể mua thêm này. Thì bên em đang bán là một bộ lưỡi như này thì sẽ có giá là 20.000. Đấy thì về nếu bác có thể ví dụ như là lưỡi con nó nhụt thì mình có thể thay thế, thì đây 20.000 một bộ này các nhá, bao gồm là một màng và một cái lưỡi. Đấy thì là 20.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm cùng với máy nhá. Còn đây là máy chính đây, máy thì chỉ có 90.000 thôi nhưng mà cạo cực kỳ ok luôn. Con này thì cạo thì không cần phải nói rồi, cạo rất ok. Đây, đấy, thương hiệu hình ông già đang hút cái tẩu thuốc này, Zandu này. Đấy, con này Zandu nhá, cạo cực kỳ ngon, máy chạy rất êm và cạo rất ok. Đây, đấy, cạo ok. Con này nó có cả phần tăng đơ này, thì bác nào râu dài quá thì mình có thể đẩy cái phần tăng đơ lên này, đẩy phần tăng đơ lên để các bác gọt trước đi cho nó ngắn đi, sau đó khi mà ngắn rồi thì mình bật cái phần cạo râu lên, sau đó các bác gì vào. Đấy, các bác thấy là các bác gì vào thôi, gì vào các bác cạo nhá. Đấy, con này các bác cứ cầm này các bác gì dí sát vào, dí là sát vào, hàng nó có cái màng đây rồi, không lo nó bị đứt da đứt thịt đâu, cạo thoải mái cho luôn đi. Con này thì em bán rất nhiều rồi, các bác cạo cực kỳ thích luôn. Đấy, và đây là cái phần dưới, đó là cái chân sạc này. Con này nó cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220 là các bác sạc, khi nào đầy thì các bác rút ra là các bác xài thôi. Sạc một lần thì các bác dùng chắc cả nửa tháng, còn bác nào dùng ít chắc là phải cả tháng, cả vài tháng mới sạc một lần luôn. Pin nó cực kỳ trâu bò đó nhá, pin trâu lắm. Đấy, dùng ok luôn. Đó, máy cạo râu bạc nhá, máy cạo râu bạc đó. Con này là giá sẽ là 90.000 một chiếc này, 90.000 một chiếc. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm lưỡi các bác nhá, mua thêm lưỡi thì bên em đang bán một cái bộ lưỡi như này, một bộ lưỡi mua thêm thì sẽ có giá là 20.000. Thì bữa trước em thấy cũng rất nhiều bác hỏi cái bộ lưỡi này nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì hôm nay hàng nó với lại về được. Đấy thì bác nào tranh thủ mua máy rồi thì mà lưỡi nó cùn rồi thì mình có thể mua thêm lưỡi không nhá. Đấy, mua thêm lưỡi để về các bác thay. Còn không thì máy mua nguyên máy không cũng được, thì máy nó đã có sẵn lưỡi bên trong rồi thì bác về cũng có thể cạo luôn. Đó. Thì máy là 90.000 nhá. Máy là 90.000 một chiếc. Còn bộ lưỡi, bộ lưỡi này thì sẽ có giá là 20.000 một bộ nhá, 20.000 một bộ. Lấy bao nhiêu bộ tính tiền bấy nhiêu. Nhiều bác hỏi cái sản phẩm đó là cái băng keo điện hàng bãi này thì có không, thì đây bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Đó thì bán theo cân và bán theo quận các bạn, bán theo cân, bán theo quận. Đấy thì bác nào mua quận, đấy, mua quận dùng ít thì mình có thể mua quận nhá. Một quận thì bên em đang bán sẽ có giá là 10.000 một quận. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là băng keo điện mua quận lẻ, mua quận lẻ này thì sẽ là 10.000 một quận này, 10.000 trên một quận nhá. Còn nếu mà các bác mua nhiều, mua cân, mua ký thì sẽ có giá là 80.000 một ký nhá, 80.000 cho 1 kg. 80.000. Đấy, 80.000 này trên 1 kg thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là nửa cân, bên em cũng có bán nhá. Đấy, còn nếu các bác dùng nhiều thì mình có thể lấy cả cân. Đấy, nửa cân cũng có, nửa cân cũng bán và 1 cân cũng bán luôn. Đấy, lấy bao nhiêu cân tính bấy nhiêu tiền. Đó. Thì hàng này, băng keo này em nói luôn là hàng bên em không chọn nhá, vì hàng bên em mua về nó cũng là bốc xô lẫn lộn thôi. Quận này nó sẽ có quận to, quận nhỏ và quận dài, dày, quận mỏng, quận bản lớn, bản to và nhỏ lẫn lộn. Nói chung là bên em sẽ làm xô nhá, bốc xô lẫn lộn. Là cứ mua theo ký là cứ 80.000 một ký nhá. 80.000 một ký lẫn lộn luôn. Băng keo Nhật này thì các bác yên tâm, băng keo bãi này yên tâm thì không phải bàn về chất lượng rồi. Các bác nhìn cái phần lõi này nó rất là mỏng luôn. Bình thường là các bác mua ở ngoài quán xá giờ cái lõi nó rất là dày. Dày thì các bác mất được rất nhiều băng keo rồi. Đấy, nhưng con này là cái lõi nó mỏng nên các bác được rất nhiều băng keo luôn. Và thứ hai là cái dòng băng keo bãi này nó siêu dai, siêu dai, siêu mỏng và siêu dính nhá. Đấy, siêu dai, siêu mỏng và siêu dính này. Các bác nhìn này, cái băng keo nó rất là mỏng luôn nhưng mà cái độ dính của nó thì không phải bàn rồi. Đấy, độ dính không phải bàn, siêu dính luôn. Đấy, siêu dai, siêu mỏng và siêu dính, dùng cực kỳ thích nhá. Đấy, bác nào mà dùng nhiều là nghiện luôn, thật luôn, em bán rất nhiều. Đó. Thì đang bán lẻ 1 ký 1kg băng keo nhá, 1kg băng keo với giá là 80.000. Còn nếu mà các bác lấy theo quận nhá, thì các bác mua ít lấy theo quận thì bên em đang bán lẻ một quận là 10.000 nhá, một quận băng keo điện là 10.000. Còn nếu mà lấy theo ký thì sẽ là 80.000 một ký nhá. Còn nếu các bác lấy nửa ký là 40.000. Đấy, nửa ký chia đôi thôi. Đấy, có thế đó, băng keo điện hàng bãi nhá. Vòng gỗ đeo tay thì bên em vẫn còn hàng là phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái vòng gỗ đeo tay. Cái vòng gỗ đeo tay thì tại bên em đang bán giá sẽ là 40.000 một hộp này. Lên mã giúp em sẽ là vòng gỗ đeo tay này. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá sẽ là 40.000 cho một cái hộp vòng gỗ đeo tay này. Cái này nó còn có cả hộp rất là xịn luôn. Đấy, về các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, mua về sử dụng này ok luôn. Đây.
Đó. À, bên trong thì một đựng một chiếc vòng này, đấy, vòng gỗ rất nhiều hạt luôn. Bữa trước em đếm hình như là nó khoảng tầm 200-300 hạt gì đấy. Đấy, nói chung là cực kỳ nhiều hạt nhé. Các bác có thể đeo vào tay hoặc đeo vào cổ này. Rồi là lần các thứ này, lần hạt các thứ này ok luôn. Đó. Nó chất liệu nó vòng gỗ nhá, và cái gỗ này nó rất là thơm. Gỗ mùi thơm lắm, mùi mùi gỗ thơm cực kỳ luôn. Đấy, mùi gỗ thơm rất là thơm luôn. Đấy, vòng rất là đẹp nhá. Vòng cực kỳ đẹp luôn. Và cái vòng này của nó có co giãn này. Đấy, vòng có co giãn nha, nhìn rất là hay. Các bác đeo rất tiện luôn. Đó, vòng gỗ đeo tay nhá. Đi kèm là có cả hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay này sẽ có giá là 40k các bác nhá, 40k cho một cái hộp vòng gỗ đeo tay này, là cả hộp các thứ đầy đủ đi kèm là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá, 40k một chiếc. Giá rất bình dân luôn. Mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho rất là hay các bác nhá. Rồi một cái mã hàng rất mới luôn, bên shop vừa về xong, đó là cái bộ điều khiển từ xa. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Đợt này thì nó về cái lô này thì cái bộ này nó là cái bộ điều khiển từ xa mã mới. Và cái mã này thì nó điều khiển khoảng cách là 100 mét nhá. Thường thường thì bên em đang bán là cái bộ điều khiển là khoảng cách là 1.000 mét. Nhưng mà nhiều khi là các bác bảo là dùng nó hơi phí. Thứ nhất là mình không dùng đến quá xa thế. Mà thứ hai là các bác dùng là cái giá tiền thì nó cũng hơi cao. Đấy thì các bác khó tiếp cận. Thì đợt này em về cái lô này. Nó là cái dòng bộ điều khiển từ xa, nhưng mà cái con này là nó chỉ có là 100 mét thôi. Đấy, nó điều khiển khoảng cách chỉ 100 mét thôi. Nói chung là trong trong vòng bán kính là 100 mét thôi nhá. Bán kính là 100 mét. Và yêu cầu của bác là khi mà các bác điều khiển là nó không vật cản thì nó mới phát huy được hết tác dụng, còn nếu mà có vật cản thì nó sẽ bị giảm số mét xuống ấy, các bác nhá. Còn các bác điều khiển khoảng cách từ xa được là bộ này là 100 mét này. Đấy, bộ này 100 mét và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì siêu hạt rẻ luôn. Nếu mà các bác bảo bộ kia đắt thì bộ này các bác quá dễ mua luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa, bộ điều khiển từ xa nhá. Từ xa bộ này sẽ là dạng đấu nối với giá khoảng cách là 100 mét nhá. Với giá thì chỉ có là đi 90.000 thôi coi nhá, 90.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100 mét nhá. Với giá là 90.000. Đấy, 90.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Đây. Bộ điều khiển này thì bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, một cái cục nguồn. Đấy, và một cái tay remote nhá, một cái tay remote. Đây, một cái tay remote này, có nút on và nút off này. Có tích hợp pin biếc sẵn đầy đủ hết rồi. Đấy, thì các bác có thể về các bác sử dụng móc và đeo chìa khóa cùng ok luôn. Để các bác điều khiển cái nguồn điện trong gia đình nhà mình nhá, những cái thiết bị điện này, bóng đèn này, rồi là máy bơm nước các thứ này, rồi là những cái thiết bị điện rất hay luôn. Cái này thì nó sẽ có đánh số này, 1 2 là vào và 3 4 là ra nhá. Đấy, 1 2 thì các bác sẽ vào điện 220 cho em. Đấy, còn 3 4 là ra. Ở trong hộp này thì nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng luôn. Đây. Đấy. Cái khoảng cách điều khiển là 100 mét này, và cái công suất tối đa của nó là bằng hoặc là dưới nhỏ hơn 30A. Đấy, tức là nó cũng điều khiển được những con máy bơm thứ dạng nhỏ nhỏ, nó ok đấy. Đây này. DC 85V hoạt động cho đến 265V này. Đấy, DC 9V 72V này. Đó thì các bác cứ đấu nối đúng cái sơ đồ thôi. Đấy, hai vào và hai ra các bạn. Vào thì sẽ là 1 2 là vào. Đấy, đây nó có đánh số này, 1 2 này. 1 2 là vào, còn là 3 4 sẽ là ra nhá. Đấy thì các bác cứ thế là các bác về các bác đấu vào thôi. Đây, 1 này, 2 này, 1 2 là sẽ là điện điện nguồn vào nhá. Và 3 4 thì sẽ là điện nguồn ra. Và lưu ý giúp em là ở trên này thì nó hiển thị là LN, nhưng mà các bác không cần đấu đâu nhá. Các bác đấu L bên nào cũng được, N bên nào cũng được, không quan trọng nhá các bác nhá. Vì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều. Đấy, nó xoay chiều liên tục nên là cũng yên tâm là đấu bên nào cũng được. Đấy, đấu bên nào cũng được, là tức là các bác cứ cấp nguồn đúng cho em là 1 2 là vào và 3 4 là ra, là các bác đấu nối xong. Là khi đó là các bác dùng điều khiển là các bác bấm mà có thế thôi. Đấy, rất dễ sử dụng, dễ dàng lắp đặt, mà giá thành thì về cái lô này nó cực kỳ tốt luôn. 90 ngàn cho một cái bộ điều khiển từ xa khoảng cách là 100 mét nhá. Đấy, khoảng cách là 100 mét và yêu cầu là trong cái khoảng cách đấy là nó không có vật cản nhé. Còn nếu mà có vật cản thì nó sẽ bị giảm xuống. Đây, ở đây thì em đã đấu nối sẵn một bộ đây rồi. Để các bác cùng xem này. Đây, đợi chút để em zoom gần vào một chút này. Đấy, zoom gần một chút cho bác coi nhá. Đây, em đã đấu sẵn đây. Em đã đấu sẵn, em đã đánh dấu là cái dây đỏ sẽ là dây nguồn vào này. Còn cái dây dây lẻ này sẽ là dây ra này. Các bác nhìn này. Đấy, dây đỏ thì nó vào nhá. Vào thì sẽ là 1, 2 này. Các bác nhìn này. Đấy, dây đỏ đây. Vào là 1 2 đây. Đấy, và ra thì là 3 4. Đó. Đấy, ra thì nó sẽ là ra cái bóng đèn kia nhá. Đây cái bóng đèn đây này. Các bạn nhìn cái bóng đèn chưa? Đấy, ra là ra cái bóng đèn đây, còn nguồn sẽ là nguồn vào.
Đó, có thế thôi, rất là dễ dàng đấu nối và sử dụng luôn. Và bây giờ em sẽ lấy công tắc để em test cho bác coi nhá. Đấy, test cho bác coi này, đây này. Đấy, để em zoom vào này. Đó, test cho bác coi. Đây, các bác cùng coi này. Đấy, em sẽ bấm này, on này. Đấy, đây này, off này, on này, off này, on này, off này. Đây, đây là cái điều khiển nó này. On này, off này, on này, off này. Đấy, có thế thôi. Đấy, các bác nhìn kỹ này, 1, 2 nhá, 1, 2 nhá. 1, 2 sẽ là vào là cái dây điện màu đỏ này. Các bác nhìn không? Đấy là dây điện màu đỏ này. Còn 3, 4 này. Đấy, 3, 4 thì sẽ là ra cái bóng đèn nhá các bác nhá. Ra cái bóng đèn này. Đấy, ra cái bóng đèn đấy không? Đấy, 1, 2 này là vào này. 3, 4 là ra này, có thế thôi. Rất là dễ dàng đấu nối và lắp đặt luôn. Và em cũng đã quay rất chi tiết rồi. Đấy, là các bác lúc nào dùng là các bác dùng cái điều khiển này các bác bấm xem. Đấy, bấm xem. Còn nếu không thì ở trên đĩa thân này nó cũng có cái nút bấm này thì các bác có thể bấm ở đây. Đấy, bấm ở đây này. Đấy, bấm ở đây. Nhưng mà chủ yếu là các bác bấm cái điều khiển này thôi. Chủ yếu là các bác bấm cái điều khiển thôi các bác nhá. Đấy. Đó. Rồi ok các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lọ đánh bóng đồ gỗ này, cực kỳ nhiều bác hỏi này. Thì cái sản phẩm này thành phần chính thì nó chủ yếu là từ sáp 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 ong á, sáp ong. Đấy, sáp ong. Đó, để chuyên đấy các bác đánh đồ gỗ nhá, đánh bóng đồ gỗ rất hay luôn. Cái này thì bên em đang bán giá thì cũng bình rẻ, bình bình dân đâu ạ, 20k nhá, 20k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, lọ đánh bóng đồ gỗ nhá. Đánh bóng đồ gỗ. Đấy, đồ gỗ các thứ rồi. Là 20k cho một lọ này, thành phần chính là từ sáp ong nhá. Đi về các bác cứ mở ra, sau đó các bác lấy các bác quẹt vào đồ gỗ nhà mình, sau đó các bác dùng khăn vải, dùng tay thứ là các bác chà, các bác đánh coi nhá. Đấy, đánh. Con này hạn dụng của nó là 5 năm luôn này. Đấy. Date mới luôn nhá, 15 tháng 12 2023 luôn này. Đấy, mới sản xuất luôn đấy, hàng rất ok luôn. Đấy, chuyên thì các bác đánh bóng đồ gỗ nhá. 20k cho một cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, thì các bác lên mã cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, thành phần chính chủ yếu là sáp ong, từ sáp ong thôi nhá, từ sáp ong. Đánh rất là bóng luôn, rất là hay. Đó, 20k một lọ này các bác nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là hay này, đó là cái lọ thúc kiến, nhiều bác hỏi lắm này. Đấy thì đây, tiếp tục lại về hàng, nó là cái bộ cái lọ thúc kiến, thuốc kiến, thuốc diệt kiến các bác nhá, thuộc thuốc diệt kiến dán sinh học nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng thôi. Đấy, nhà bác nào hiện tại đang rất là nhiều kiến này thì các bác mua cái lọ này về các bác xài cho em. Đấy, các bác giỏ vào những cái chỗ nào mà nó tập trung kiến ấy. Đấy, các bác cứ giải ra, giỏ giải lần lượt ra, giải giải đều ra, giải đều cho em, cứ xung quanh cái khu đấy, những cái chỗ nào nó tập trung kiến ấy, các bác cứ giải giải cho em mỗi lần là các bác nhỏ cho em 2 đến 3 giọt tập trung vào đấy, sau đó là kiến nó ăn vào. Và cái hay của cái sản phẩm này, khi mà kiến nó ăn vào nó không chết ngay đâu, mà bắt đầu là kiến nó ăn xong là bắt đầu là nó sẽ di chuyển về tổ, và khi mà di chuyển về tổ thì những cái con kiến ở trong tổ ấy nó sẽ thấy mùi thơm của cái của cái thuốc này thì nó sẽ lại ăn cùng với lại cái con kia. Đấy, khi mà ăn cùng với con kia thì nó sẽ gây nên tình trạng là nó sẽ chết, và nó sẽ chết tận gốc và chết cả đàn luôn. Rất là hay. Cái sản phẩm này em cũng đã dùng từ đầu năm, em bán từ đầu năm bán rất được luôn đấy. Đấy thì nó đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng lại tiếp tục về này. Đấy thì bác nào mà chưa mua được thì tranh thủ mua luôn. Cam kết với các bác là không hết kiến, không lấy tiền của bác luôn. Giá thì nó cực kỳ bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán theo là combo là một lọ và ba lọ nhá. Một lọ thì các bác cho em xin là 10k. Đấy, một lọ thuốc kiến. Một lọ là 10k, còn các bác lấy ba lọ. Đấy, ba lọ thì chỉ có giá 20k thôi. Ba lọ 20k thôi. Thì các lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến nhá. Thuốc kiến nó là dòng thuốc sinh học. Dòng thuốc sinh học này. Đấy, thuốc sinh học nhá. Đấy, toàn những thành phần sinh học thôi. Giỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến gián này. Sau khi kiến gián ăn mồi từ 2 đến 5 ngày sẽ chết này. Cái này thực ra thì ở trên này người ta viết thế thôi, nhưng mà test thực tế thì em rồi, em giỏ là chỉ có 2 tiếng sau thôi là không thấy một con kiến nó luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm đi, về dùng nếu mà không như em nói, trả lại các bác tiền luôn, hoàn tiền 100% các bác luôn về cái sản phẩm này. Dùng cực kỳ thích và cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, hàng cam kết là diệt được kiến nhá. Nếu mà không diệt được kiến bên em đền tiền cho bác luôn. Yên tâm ạ. Đấy, diệt sạch con luôn. Thì em dùng là từ đợt đầu năm mà đến nay là chuẩn bị hết năm rồi, nhưng mà không thấy một con kiến nào quay lại luôn, nghĩa là nó chết hết luôn, chết cả một cái ổ, một cái khu kiến ấy luôn, là không còn một con nào. Đấy, rất nhạy nhá, dùng thích lắm. Bác là nhà bác nào đang nhiều kiến thì đúng là mua cái này về đúng là khắc tinh luôn, không thấy một con kiến nào luôn, có khi còn thấy thiếu thiếu văng vắng. Đấy, thuốc diệt kiến nhá, 10.000 một lọ nhá, 10.000 cho một lọ lẻ nha. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 3 lọ thì giá sẽ có giá là 20.000. đấy, thì tùy nhu cầu, dùng nhiều thì mua nhiều, dùng ít mua ít nhá. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về bán lại cũng được, quá ok luôn, nhạy lắm, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái môi múc canh này. Đấy, tiếp tục về cái lô môi múc canh, hàng thanh lý siêu thị nhá, cực kỳ dày luôn. Đấy, rất dày nhá, inox 34 coi nhìn này. Cái thớ môi nó này dày dã man luôn, kinh khủng khiếp. Đấy, và môi lòng rất là sâu nhá. Các bác về sử dụng gia đình này. Đấy, múc canh múc riêu sạch sẽ ok luôn. Cầm một cái môi nó nặng trịch nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá, nên là vẫn còn nguyên cái tang mác của đây này, rất xịn sò ngon lành luôn. Giá thì vô cùng bình dân thôi, chỉ có 40.000 thôi. Đấy. Môi múc canh thì thực ra thì em nói luôn với bác là các bác mua ở chợ thì nó là quá là dễ rồi. Đấy, nhưng mà để tuyển chọn những cái môi mà nó dày như này. Đấy, rồi là những cái môi mà nó chắc mà nó đẹp, rồi là chất liệu có thứ là nó làm nó chuẩn thì hiếm lắm. Đấy thì đây, về cái lô này nó số lượng nó có hạn, nó không có nhiều đâu các nhá. Thì cứ lên mã cho em sẽ là môi múc canh. Đấy, môi múc canh này thì đang có giá chỉ có 40.000 thôi. 40k cho một chiếc môi múc canh này. 40k nhá. Siêu dày, siêu ngon bác luôn. Cái này các bác dùng thì thoải con gà mái đi. Đấy, dùng thả gà mái luôn, không biết lúc nào mới hỏng vì nó quá là dày ạ. Môi múc canh nhá, 40k, hàng tồn kho thanh lý siêu thị nhá. Quá ok luôn, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo mã xả kho. Đầu tiên đó là cái con bơm 2T. Đấy, tiếp tục về cái lô hàng mới bơm 2T của Nhật, rất là xịn luôn. Thì hôm nay em về cái lô này, giá của nó tốt nên em cũng là lên báo giá, cập nhật lại cái mức giá mới cũng như là cái mức giá nó rẻ hơn, tốt hơn để các bác có thể dễ mua hơn này. Đấy, dòng bơm 2T của thương hiệu Stanley, made in Japan nhá, các nhá. Rất chất lượng, chắc chắn, ok luôn. Các bác sử dụng gia đình, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô con, các thứ ok cho em luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Sản phẩm này thì bữa trước bên em đang bán là 280.000. Hôm nay thì bên em về lô mới bán nhanh xả kho luôn. Giá chỉ còn có 220.000 thôi. Đấy, và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Giá tốt mà lại còn được bao ship tận nhà nhá. Đấy, dòng bơm 2T nhá, 2 xi lanh của Stanley. Đấy, thương hiệu ra đời năm 1998, rất lâu đời rồi các bạn. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Dòng bơm 2 piston. Khi mà các bác dùng bơm này thì nó là dòng bơm 2 piston nên là khi bơm nó ra cho cái lượng hơi rất đều và cực kỳ khỏe nhá. Bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm rất nhanh. Phần ti rất bóng này, rất trơn tru, nhẹ nhàng. Bơm dễ bơm lắm ạ. Đấy, có phần đồng hồ đo áp suất nhá, đồng hồ báo suất này. Rồi là phần toàn bộ phần khung đều là khung thép sơn tĩnh điện nên cực kỳ chắc chắn và chất lượng. Đấy, con này các bác dùng dã chiến, dầm dã thoải mái cho em luôn. Đó, rồi là đây là phần dây bơm đầu bơm này. Đấy, dây bơm đầu bơm. Phần dây của nó sẽ là dây siêu bền nhá, dây chống gập chống gãy này. Đây các bác gập vào thoải mái này, thả ra cái này, nó lại về bình thường luôn, rất hay. Đấy, dây bơm chống gập chống gãy các bác nhá, dây bơm chống gập chống gãy. Con này thì các bác có thể sử dụng đa năng, các bác có thể dùng chân này, các bác có thể dùng chân. Đấy, dùng chân các bác dặn nhá, dùng chân các bác dặn đều được. Rồi không, thậm chí là các bác có thể dùng tay, dùng tay các bác dặn. Đấy, rất nhẹ nhàng nhá. Cái lượng hơi nó cho ra rất là khỏe luôn vì nó hai xi lanh mà, nên là cái lượng hơi nó cho ra rất là khỏe, bơm rất là nhanh. Đấy, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô. Đấy, và khi nào mà các bác không dùng nữa thì mình có thể là cho gấp gọn vào. Đấy, gấp gọn vào và các bác cài cho em cái lẫy này vào này. Đấy là nó sẽ khóa vào luôn. Đấy là nó rất là nhỏ gọn, mình có thể vứt trong cốp xe, ô tô, xe máy, cái thứ đều được cho em luôn. Và lúc nào mình dùng thì mình đẩy lẫy ra cho em là tự động là nó sẽ đẩy lên. Đó, đẩy lên và cứ thế đấy các bác bơm thôi. Đấy, giá thì siêu tốt mà sản phẩm thì quá chất lượng luôn. Cái này thì bên em đang bán quá nhiều rồi. Và đợt này nó về cái giá này thì cực kỳ yêu thương luôn, dễ mua. 220.000 cho một chiếc bơm 2T đang xả kho bán nhanh. Đấy, bỏ qua cái giá 280 bữa trước đi. 220k. Đấy thì bữa trước bác nào mà tranh thủ chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Giá rất tốt luôn. Bơm 2T nhá, bơm 2T 2 xi lanh, 220.000 một chiếc. Dòng bơm của Stanley, made in Japan. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn, mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ thứ nhà mình, các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá. Cái dây thép nó xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn ạ. Cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 đúng không nhá, 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k có nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nha. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi,
dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đây, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê về cái sản phẩm này, quá ok đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chi ân, ưu đãi thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng các thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp em sẽ là lưỡi cắt cỏ nhá. Xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nha con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho các bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này. Mà thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh. Cọ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn các bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicon. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicon nên các bác có thể luồn lách những cái phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nha, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhá. Đấy, treo tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhá các bác nhá. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán, các bác dán tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy, thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào. Đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này để chuyên cho bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài. Một bộ này với giá sẽ là 60.000 nhá, thì bên em sẽ tháo rời nhá. Khi mà vận chuyển thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhá. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy, các bác có thể dính cái tường nhá. Đấy, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy. Chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cái cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này. Quá ok luôn. Ngon này nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn diện tích nhá, sạch sẽ ngon này. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các bác nhá. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó dạng bao tay lao động thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy. Bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhá, nó không bị sức sát rồi nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ ra. Đấy rồi đứt tay rồi. Đấy, ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm. Đấy, mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp nó chám một lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổ lên li ti này. Đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn. Đấy, thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ các bác là 10.000 một đôi.
thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy, thì em báo giá luôn thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động. Đấy, bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10.000 nhá. Một đôi là 10k. Các bác lấy 5 đôi. 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này. Đây này, một set này là 12 đôi này. Đấy thì đây một set này là 12 đôi. Thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70.000. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá cũng rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn, nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70.000 thôi. Còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k. Và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa, thì đây, một set nguyên si 12 đôi là nguyên túi này nè. Đấy thì là về các bác dùng 12 đôi, các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi. Đấy. Về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70.000 thôi. Giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn. Đấy. Lẻ là 10.000 một đôi các bác nhá. Đó, bao tay lao động nhá. Về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ là, rồi là cắt cành cắt cây cũng ok luôn. Đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok. Đấy, mình đi vào cho nó yên tâm, không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10.000, 5 đôi là 40.000 và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70.000 nhá. 70.000. Đấy là bao tay lao động. Lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân trước các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy, rồi đặc biệt là người già trẻ em đi chẳng may nó bị ngã cái thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể pha với 500 ml 500 g này, pha với 5 lít nước này, quậy quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500 g. Đấy, về các bác tùy theo nhu cầu. Mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó tưới nó lên, sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, một tuần này là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, thấy không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, thấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, thấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500 g nha. Lên xả kho luôn cho các bác trong video hôm nay. Đó là cái combo súng súng bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến. Đấy thì hiện tại em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60.000. Hôm nay thì em còn số lượng ít thì em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, 40.000 thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này. Công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V nên là về các bác cắm điện 220 các bác xà thoải mái cho luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này.
6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40.000, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá, 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40.000 thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40.000. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều, dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15.000 cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15.000. Đây em báo giá lại bác này. À, combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá thì sẽ có giá là 40.000 nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cái súng như này là một combo này là 40.000 này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15.000 nhá. Đấy, sẽ có giá là 15.000 thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều. Còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua thêm combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy, thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40.000. Mua thêm keo nến thì đang có giá là 15.000 cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái, còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn, 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Để bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi cái về để chuyên cho bác về cạo râu, cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35. Bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi. Đấy thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70.000, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 40.000 thôi. 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này, chỉ có 40.000 thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40.000. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép đó nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi này các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này, ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này cùng với lại cái bàn cạo này, các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây, đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn là về thoải mái các bác xài luôn. Là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo này sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này nó dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá, đang xả kho bán anh bác luôn là 40.000 một bộ này có nhá, 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000. Hôm nay em về lô mới xả kho luôn, 150.000 cho một cái bộ này có nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén, đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá. Cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể mà lắp vào máy khoan pin cái thứ là các bác lắp cho em thoải mái luôn. Các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi, dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp thiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá.
Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. Đó, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như các bác khoan, các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đây em lấy cho bác con này. Đây. Để em lấy cho bác coi nhá. Bác cùng xem đây, cái này chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em. Đấy, ấn nhẹ luôn cả. Đấy, có thấy không, ra lỗ luôn nhá. Đây này. Đấy, ví dụ các bác khoan, các bác định vị này, rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này. Đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy, thấy không? Lỗ rất ngon đây này, các nhìn này. Bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này. Chính xác ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá. Ok luôn. Đấy là cái cây cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Bút cây bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhá, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn. Về là mình có đồ cá là mình ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150. Còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để cho các bác mua về sử dụng này. Chiếc móc khóa titan rất chất lượng luôn. Con này chất liệu nó là titan, siêu nhẹ và là siêu cứng nhá. Đấy, titan là một cái dòng kim loại siêu nhẹ nhưng mà lại siêu cứng. Cái này chuyên nó là hay làm vỏ máy bay nữa. Đấy thì cái này nó là dạng móc khóa chuyên dùng cho dân leo núi dã ngoại cắm trại nhỉ. Đấy thì đây, em về một cái lô này rất ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 một chiếc thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan. Bên em đang bán một cái chiếc móc khóa titan này với giá chỉ có 10.000 thôi, 10.000 thôi các bác nhá. Đây, cái hai của sản phẩm này em sẽ quay luôn cho bác coi này. Hai của sản phẩm ở đây. Là bình thường là các bác mở xem cái lẫy ra này thì nó là thành một chiếc móc bình thường này. Đấy, như bao chiếc móc bình thường thôi. Nhưng mà nó hay có đâu, nó có cái vòng xoay này. Đấy, khi mà các bác xoáy lên thì nó sẽ siết chặt vào. Đấy, cứng vào luôn, khóa chặt luôn nhá, không thể lật ra lật vào được hay là nó bong vào được nhá. Cực kỳ ok. Đấy, các bác mua về để sử dụng này, rồi là thậm chí cái này anh em dùng làm xích chó cũng rất chắc chắn luôn. Đấy, rất ok. Nói chung là đa năng lắm, con này đa năng. Rồi là anh em móc đồ, móc chìu khóa này, các thứ ok luôn. Nhẹ nhàng tình cảm, 10.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái móc khóa titan. Đấy, chất liệu siêu cứng, siêu nhẹ. Giá đang bán cho bác là 10.000 một chiếc nhá. Lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó, đây. Một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá, và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân. 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ mà. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất là tốt nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng rất ok luôn.
Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là view sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới in hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá, bọc xốp các thứ đầy đủ này. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật mũi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V A, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây, đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật mũi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật mũi, vừa là có đèn bắt mũi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật mũi bình thường thì ấn giúp em chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật mũi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như dùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật mũi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn on mũi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì đây, nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn on mũi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn on mũi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái mũi nó vào. Thì dụ cái mũi nó vào nhá, thì khi mà mũi bay vào này, đấy, dụ mũi cái ánh sáng xanh thì mũi rất là thích này, mũi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy, mũi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, dòng này đánh rất khỏe bạn. Điện này, thấy không? Đó, rất ok nhá, đấy là chế độ đèn bắt mũi. Rồi, tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật mũi vừa làm đèn bắt mũi, giá thì cũng rất là hợp lý nhá, cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k, vừa có tích hợp là vật mũi này, rồi là có tích hợp đèn mũi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650, đó thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng, giá sẽ là 140k nhá. Hàng sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay đổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra, có thế thôi, rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không bao giờ lo dị ứng, dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi này nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang, đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang này. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt xò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này.
Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính này. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi các nhá. Cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa có sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu kia. Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa chi năng luôn. Đó, thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ống này ra, nối ống này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ống này vào cho em. Đấy, siết cái ống này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la răng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt vào trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị xa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào cho em. Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này.
nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay ra, nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn, đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó đây. Rất xịn sò ngon lành. Đó thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn, bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 của bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Dây điện hàng đúc này các nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 các nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng các nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m các nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm các nhá, dạng dây mềm các bác nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá. Bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, em không vấn đề gì luôn. Test tùng thoải mái. Đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền. Dạng nó dạng ổ đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m cũng nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m cũng nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá, 2.5 Japan này. Đó, cực kỳ ngon.
dày nét nẹt luôn các bạn nhìn này. Đấy, đây là quận 10 mét các bạn nhé, quận 10 mét này. Đấy, quận 10 mét. Rồi sau này thì là có cái quận 15 mét này. Đấy, 15 mét cũng rất là to tát luôn. Đấy thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhé. Đó, quận này quận 15 mét này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, quận 15 mét này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30 mét nhá. Đấy, quận 30 mét này. 30 mét thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây. Quận này quận 30 mét này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5 mét kia em vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đó là quận 3 mét các nhá. Đó thì em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5 mét này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 nhá. 5 mét thì là 200.000. 10 mét thì là 330.000. 15 mét thì là 400.000, 30 mét thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5 mét thì là 200, 10 mét thì là 330, 15 mét thì là 400 và 30 mét thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhé. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng này chút, em đã để sẵn đây rồi. Không khui nữa, thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, với cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Và này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su. Không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k. 25k. 25.000 chiếc phích này các nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có lên báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó cũng tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có lên báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn, bao dùng luôn nhé. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy.
Thì đây em báo giá lại này, phích cắm 25.000 em nhá. Đây phích cắm 25.000. Đó. Ổ ba chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ ba chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đây ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ ba chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ ba chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ ba chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân về cũng được. Đó thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Đó. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này, cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm cho các bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn. Rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to. Đó. Túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc. Đang gửi bác là 80k một túi nhá. 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá. Các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá. Rất dễ uống luôn mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món, nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá. 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây.
Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi, các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó,
rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng, mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi, đấy đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi, đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy, đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy, đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá, em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này, ui dồi, dã man luôn nhá. Một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy, rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ. Đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.